đúng là nực cười hai năm rồi từ lúc kết hôn đến khi ly hôn châu bắc thâm cũng chưa từng gặp tôi lấy một lần có khi đến cả vợ cũ là ai anh ta cũng không biết lão ra nói thành thật xin lỗi cô số tiền trong thẻ này coi như châu gia bồi thường cho cô không cần đâu giúp tôi nói với ông ấy cảm ơn sự chăm sóc của ông ấy trong hai năm nay anh hai ly hôn là tốt rồi các anh đến đón em về nhà ly hôn có gì tốt chứ không biết lúc đó ông nội nghĩ thế nào để em cưới cái tên khốn châu bắc thâm luôn coi em như không khí ấy theo anh ấy hả em gả cho anh còn hơn ấy anh nghĩ là gả cho anh cũng được đó hai người đừng có lôi em ra làm cho cười nữa làm gì có ai gả cho anh trai mình chúng ta không phải cùng một cha mẹ sinh tất nhiên là gả được dù các anh được ông nội nhận nuôi nhưng trong lòng em luôn coi hai người như anh trai ruột được rồi Chúng ta không nói chuyện này nữa. Em là bác sĩ khoa nội thần kinh nổi tiếng nhất thế giới, người muốn tìm em đều gấp đến phát điên rồi, em biến mất lâu như vậy. Không biết có còn ai nhớ đến bác sĩ Khương này không? Tổng giám đốc, phu nhân đã cầm giấy ly hôn rời đi rồi, cô ta đòi bao nhiêu tiền, không lấy một xu, thậm chí còn không nhận tiền bồi thường từ lão gia. Đưa căn nhà ở phía tây cho cô ta. Tôi không muốn ngày mai trên tiêu đề bản tin viết. Nhìn thấy vợ cũ của Châu Bắc thâm tôi, Chết đói đầu đường. Vâng ạ. À. Còn chuyện gì nữa bác sĩ Khương mà anh tìm kiếm suốt 2 năm nay? Đã xuất hiện rồi, đi kiểm tra ngay. Lần này không cần quan tâm là ở đâu. Nhất định phải tìm thấy người. Nghe nói phó chủ nhiệm mới đến rất trẻ. Có thể nhảy dụ làm phó chủ nhiệm là do đi cửa sau. Về mặt này thì ngành y cũng không khác gì ngành khác. Đến rồi, người đến rồi, tôi thấy rồi là một đại mỹ nhân. Hình, hình sao rồi tai nạn ô tô xuất huyết não do tăng áp lực nội soi không cấp cứu sớm sẽ chết mau phẫu thuật đưa đến viện tuyến trên đi viện ta không làm được tôi làm được cô làm được không không được cô trẻ như vậy không tin được tôi là phó chủ nhiệm khoa nội thần kinh viện tấn an bác sĩ khương ai chưa nghe bao giờ chị dâu ta đến bệnh viện lớn tìm bác sĩ nổi tiếng đi không được chồng chị không đợi được chị dâu cô ta còn chắc trẻ. chắn không có kinh nghiệm đúng vậy tôi không thể đặt mạng sống của chồng mình vào tay cô nếu không có ai bảo đảm thì chuyển viện tôi đảm bảo thay cô ấy anh là ai vậy tôi là châu bắc thâm chủ tịch tập đoàn châu thị anh thấy tôi có đủ tư cách để bảo đảm cho cô ấy không bác sĩ chồng tôi sao rồi phẫu thuật rất thành công bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch cảm ơn cảm ơn thật sự rất cảm ơn cô đi thôi Bác sĩ Khương, tôi muốn mời cô đi ăn cùng tôi. Châu tổng, nếu anh có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi khá bận. Tôi muốn nhờ cô giúp. Đây là bệnh án. Cô ấy tên Trịnh Duyệt Duyệt, cô ấy rất quan trọng với tôi, Châu Bắc Thâm. Chẳng trách kết hôn 2 năm, anh chưa từng xuất hiện, thì ra anh đang giấu một cô nhân tình. Tôi đã gặp nhiều bác sĩ, nhưng tôi không muốn từ bỏ. Bác sĩ Khương, chỉ cần cô có thể cứu Duyệt Duyệt, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô. Trịnh Cường vì tôi mà chết. Duyệt Duyệt là em gái duy nhất của Trịnh Cường. Mặc dù tôi không muốn có liên quan đến anh, nhưng với tư cách là một bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu. Bệnh nhân ở đâu? Bệnh viện tư nhân thuộc Tập đoàn Châu Thị. Giờ tôi đưa cô đi ngay, không phải ở Tấn An. Bệnh viện Tấn An ấy hả? Cơ sở hạ tầng các loại khá bình thường. Viện tư nhân có tỷ lệ thành công cao hơn. Thật xin lỗi. Tôi không thể làm phẫu thuật cho cô Trịnh. Tiền không thành vấn đề. Không phải vấn đề tiền Vậy cô muốn cái gì? Châu Tổng, tôi có thể không trách anh không hiểu luật y tế. Nhưng tôi phải nói với anh, muốn tìm tôi phẫu thuật, bệnh nhân phải được chuyển đến đây. Vậy có nghĩa là nếu muốn cứu diệt duyệt phải đến nơi có điều kiện và cơ sở vật chất bình thường như bệnh viện Tấn An. Cô mới phẫu thuật, không sai. Tôi phải đi làm rồi, anh Châu, sớm ra quyết định đi. Bác sĩ Khương, hôm nay cô lại làm ba cuộc phẫu thuật nữa, chúng tôi làm cùng cô cũng không trụ nổi nữa rồi. Bác sĩ Khương, xin lỗi vì trước đây coi thường cô bây giờ anh hẳn phải đã biết bác sĩ khương lợi hại như nào rồi được rồi hôm nay mọi người đã vất vả rồi tối nay tôi sẽ đãi mọi người một bữa thịnh soạn được châu tổng sao lại tới nữa rồi tôi đoán là lại đến tìm bác sĩ khương đó cũng chỉ có bác sĩ khương mới có thể khiến người cao cao tại thượng như châu tổng cầu xin thôi mọi người đi làm trước đi tối gặp tạm biệt tôi đã chuyển duyệt duyệt đến như cô yêu cầu rồi cô ấy đang ở phòng điều trị nội chú châu Bắc thâm chúng ta kết hôn 2 năm, anh cũng không thèm gặp tôi. Bây giờ chỉ vì nhân tình của mình, anh lại đến tìm tôi nhiều lần như vậy, xem ra không phải anh vô tình. Mà là trái tim anh đã để tâm đến người khác, cô. Khi nào đi gặp duyệt duyệt với tôi, tôi sẽ không phớt lờ bệnh nhân của mình đâu. Nếu cô ấy đã chuyển tới đây, thì giờ tôi cùng anh qua. Anh Thâm, đây là ai? Cô ấy là bác sĩ điều trị chính, bác sĩ Khương. Không ngờ cô trẻ như vậy lại có thể khiến cho anh thâm đồng ý cho cô làm phẫu thuật cho tôi, khả năng không liên quan gì đến tuổi tác, hơn nữa tôi không cầu xin anh ấy, tôi không có ý nói cô cầu xin anh ấy, tôi chỉ là quá sợ thôi. Bệnh án của cô tôi đã xem quy, không có vấn đề gì lớn. Thật sao nhưng ở bệnh viện tư nhân kia, họ đưa cho tôi thông báo là bệnh nặng. Tôi trước giờ đều không nói đùa. Bác sĩ Khương, anh nên để cô ấy phẫu thuật sớm hơn. Trong nước không phải chỉ có tôi thực hiện được nó, bác sĩ khác trong nước có thể làm, nhưng tôi không muốn cô ấy gặp bất kỳ rủi ro nào. Châu Bắc Thâm ơi, Chu Bắc Thần nếu như anh đã quan tâm đến nhân tình như vậy. Vậy thì nếu tôi không để anh tốn ít tiền, thì tôi không phải Khương Vãn nữa. Đúng vậy. Tôi đã đồng ý với anh làm phẫu thuật cho cô chị. Nhưng tôi có điều kiện. Không vấn đề gì. Tôi đang định xây một phòng thí nghiệm mới. Cần rất nhiều vốn. Châu Thị sẽ đầu tư tất cả. Bệnh viện Tấn An cũng cần những thiết bị phẫu thuật mới nhất. Châu Thị có thể cung cấp tất cả. Mây chuyện này, dù cho cô không nói, tôi cũng sẽ làm vậy. Châu Tổng thực sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô chị. Bởi vì cô ấy rất quan trọng. Cha, nếu cô ấy quan trọng đến thế thì... Vậy thì Châu Tổng quyên một tòa nhà đi. Bệnh viện vừa hay thiếu một khoa nội chú. Bác sĩ Khương, cô Khương. Cô thật sự nghĩ cho viện của mình đó, thật sự chu đáo đó. Châu Tổng có vẻ không tình nguyện nhỉ. Nếu anh đã không tình nguyện như vậy Thì tôi cũng không ép nữa Chỉ là về phía cô Trần Tôi khuyên cô có yêu cầu gì thì hãy nói hết luôn đi Nói hết một lần luôn được không Nếu như Châu Tổng tiêu tiền cho nhân tình thoải mái vậy Thì tôi rất hài lòng Khi nào cuộc phẫu thuật bắt đầu Thiết bị của anh sẽ đến lúc nào Thì cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc đó Sáng sớm mai thiết bị sẽ đến Bác sĩ Khương, mạng của Duyệt Duyệt đều nhờ vào cô rồi cô có nắm chắc không? Nếu giờ tôi nói không chắc, Châu Tổng sẽ đưa cô ấy đi luôn sao? Tôi tuy ép đối không cho phép duyệt duyệt chết trên bàn mổ. Xin cô đó. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ Khương, phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà theo y tá làm thủ tục đi, đi đi, cô vất vả rồi, không vất vả, làm mệnh khổ. Bác sĩ Khương làm việc vất vả như vậy, hay là cùng nhau đi ăn đi. Châu tổng, thận trọng. Bác sĩ Khương, sao tôi cảm thấy từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô có vẻ đã rất có thành kiến với tôi vậy? Cô đừng nghĩ cứu được duyệt duyệt rồi. Thì có thể không kiêng nể gì như vậy sự nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn thôi độ nhẫn nhịn của tôi cũng rất kém hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp cô giám đốc cô duyệt duyệt đã được sắp xếp ổn thỏa rồi anh có cảm thấy bác sĩ khương có vẻ rất ghét tôi không chắc là không phải đâu có lẽ bác sĩ khương chỉ là không muốn gặp anh anh nói gì cơ chuyện này sao có thể chứ sao lại có người phụ nữ ghét anh được? Bác sĩ Khương chắc là chỉ đang lạt mềm buộc chặt thôi. Lạt mềm buộc chặt. Sao rồi? Hôm nay có chỗ nào? Cảm thấy không thoải mái không? Không có, cảm thấy rất ổn. Chỉ cần ở viện vài ngày, sau đó cô có thể về rồi. Bác sĩ Khương. Thật sự cảm ơn cô đã cứu tôi. Cô không cần cảm ơn tôi. Châu Bắc Thâm là người trả viện phí. Tôi chỉ cầm tiền làm việc. Cô Trịnh cô có thể buông tay rồi chứ tôi biết anh thâm đã bỏ ra rất nhiều để cứu tôi nhưng dù thế nào cô vẫn là ân nhân cứu mạng tôi tôi muốn nói chuyện với cô cô muốn nói gì bác sĩ khương cô có bạn trai chưa cô thấy anh thâm thế nào cô trịnh cô nói vòng vo nửa ngày chỉ vì muốn nói về cái này à cô yên tâm tôi không quan tâm đến châu bác thâm tôi không có ý đó đang nói gì đó anh thâm em đang hỏi bác sĩ khương xem cô ấy thích kiểu người gì sau này có thể giới thiệu cho cô ấy bác sĩ khương xuất sắc như vậy còn cần em giới thiệu à anh thâm nói phải vậy bác sĩ khương không thích người như thế nào nếu sau này tôi thật sự muốn giới thiệu cho cô tôi có thể tránh tôi không thích họ châu này người họ châu đắc tội gì với cô sao thầy bói nói tôi không hợp với tử vi của người họ châu nếu không thì chúng tôi đã không đến nỗi kết hôn 2 năm thậm chí đến lúc ly hôn cũng chưa từng gặp cô có phải đã hiểu lầm gì anh thâm không không có tôi chỉ đơn thuần là không thích họ châu cô nghe được chuyện gì rồi sao? Anh thâm quả thực đã ly hôn, nhưng không phải do anh ấy. Vợ cũ của anh ấy là một cô gái nhà quê, hành xử thô lô kỳ cục. Hai người họ căn bản không hợp, ly hôn là điều khó tránh. Cô đừng vì những chuyện này. Mà hiểu lầm về anh thâm nhé, anh Châu. Đó cũng là những gì anh nghĩ về vợ cũ à? Tôi và cô ấy thật sự là không phù hợp. Ly hôn. Mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi thực sự cảm thấy buồn cho vợ cũ của anh Châu. Cô tức giận rồi. Anh nói bé chút. Bởi vì tôi đã từng kết hôn à? Tôi không quan tâm anh kết hôn hay chưa. Người thật sự cần để ý có lẽ nên là cô Trịnh. Liên quan gì đến cô ấy? Sao lại nhắc đến Châu Tổng rất bảo vệ cô ấy nhỉ? Nói bừa một câu cũng không được. Cô đừng có đổi chủ đề cô sao lại ghét tôi tôi chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho vợ cũ của châu tổng chéo ngược cả đều đã ly hôn rồi còn bị người khác nói xấu sau lưng tôi kết hôn lúc ấy thật sự là do bị ép buộc duyệt duyệt chỉ là thấy bất bình thay tôi chứ cũng không có ý gì khác nhưng nói nếu nói như vậy thì tôi cảm thấy cô ấy cũng có vẻ khá tốt là một người tốt nhưng chúng tôi không hợp lần đầu tôi nghe có người dùng từ người tốt để hình dung vợ cũ đấy châu tổng không cần nói với tôi chuyện này tôi không quan tâm đến chuyện riêng tư của anh chút nào này cái trò lặt mềm buộc chặt này chơi nhiều rồi cũng sẽ chán thôi tôi đã cho cô cơ hội rồi cô đừng có mà không biết coi trọng nhé châu tổng anh có thời gian thì đi khám não đi hay là để tôi tìm người kiểm tra giúp anh cũng được đâu có vấn đề là chuyện lớn đấy đầu tôi không có bệnh tôi cô lập tức điều tra hoạt động của bác sĩ khương mấy năm nay, tôi muốn xem xem. tôi đã từng gặp cô ấy chưa? điềm điềm, chẳng phải cậu ra nước ngoài du lịch rồi sao? cậu hỏi mà không ngại sao? là chị em thân nhất của cậu, cậu ly hôn mà lại không nói với mình, tới đây chẳng phải là lập tức dừng kỳ nghỉ để trở về chống lưng cho cậu à? đi thôi, chúng ta đi. đói quá rồi. phải rồi, hai năm thanh xuân, châu gia lại không bồi thường cho cậu à? họ đưa rồi, mà tờ không cần ai cũng không nợ ai cả, nhưng tên khốn châu bắc thâm đó. Cậu lại để cho hắn dễ dàng đi như thế à? Tớ nói cậu biết, tớ sớm đã không thích anh ta rồi, người như anh ta, cậu nên xử lý thật mạnh tay mới đúng. Cậu chờ đấy, vài ngày nữa tớ sẽ tìm người cho anh ta một trận cho cậu hả giận. Vậy à? Tôi lại muốn xem xem rốt cuộc cô có bản lĩnh như thế nào đây. Không 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 Giang Châu 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 Bắc Thâm sao anh lại ở đây thế? cô nói đi. bác sĩ khương đã mất cái gì rồi? cô ấy lại nên nhận cái gì? à thì tiểu điềm biết tôi làm phẫu thuật cho cô trịnh muốn tôi có thêm thủ lao từ anh nên mới nói như vậy. ồ vâng, vâng, vâng ồ, vậy ý cô là tôi đưa ít quá. không phải là ý đó, cô ấy chỉ tùy tiện nói ra thôi. đừng nghĩ là thật. cô là con gái giang quốc lai, anh biết tôi hả? Tốt lắm, tôi nhớ kỹ cô rồi. Này, tớ nói chứ, cậu với cái Châu Bắc Thâm đó thật có duyên mà. Lại sống cùng một tiểu khu đấy, cùng một tòa nhà, lại còn cùng một tầng. Tớ chẳng thèm loại duyên này. Giờ tớ chỉ muốn biết, nếu Châu Bắc Thâm phát hiện cậu là vợ cũ của anh ta, thì anh ta sẽ làm gì? Bây giờ tớ thật sự không nhịn nổi mà muốn nói rõ chân tướng cho anh ta rồi lượn đi. Được rồi. Đi ăn đi. Điểm điểm. Xảy ra chuyện gì vậy? Tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng nghe rồi. Cái tên khốn châu Bắc Thâm, hắn ta đã dừng hợp tác với công ty bố tớ rồi. Không phải chứ, anh ta chắc không ấu trĩ vậy đâu. Thật đó, tớ gọi cho bố rồi. Châu Thị là khách hàng lớn nhất của nhà tớ. Giờ anh ta muốn dừng hợp tác, gia đình mình có thể sẽ phá sản. Tớ đang ở dưới công ty Châu Bắc Thâm để xin lỗi anh ta. Nhưng Châu Bắc Thâm từ chối gặp tớ. Đừng lo, tớ qua ngay. Tôi là người của Giang Thị. Muốn tìm, Chủ tịch Châu nói chuyện. Anh có thể châm chức không không có hẹn không được vào. Có máy bay kìa. chủ tịch vị tiểu thư nhà họ giang với cô khương đang ở dưới lầu nói muốn gặp anh đuổi họ đi tôi không rảnh chờ một chút chuyện lần trước tôi bảo anh điều tra tra được gì rồi tôi đã kiểm tra lộ trình 5 năm gần đây của anh phát hiện anh và cô khương không có gặp nhau lần nào nhưng điều kỳ lạ là hai năm trước bác sĩ khương nghỉ việc rất khó để tra được lộ trình 2 năm này anh xem có nên nhờ anh mộ dung giúp anh điều tra không bỏ đi chỉ là một bác sĩ thôi Trợ lý Ngô, chúng tôi muốn gặp Châu Tổng. Chủ tịch sẽ không gặp hai người đâu. Hai cô hãy về đi. Tại sao vậy? Mặc dù tiểu điểm trước đây đã đắc tội anh ấy, nhưng anh ấy cũng không cần phải làm giang ra Gia phá sản chứ, thậm chí cũng không cho cơ hội xin lỗi. Không phải vì cô ấy, vậy là vì sao? Là do cô Trịnh Duyệt Duyệt trực tiếp nói muốn cùng, hợp tác với Châu Thị. Giang ra Gia chẳng qua vừa hay là một vật hy sinh thôi. Anh đi nói với Châu Bắc Thâm, mặc dù bệnh tình của cô Trịnh hiện đã tốt hơn, nhưng không chắc ngày nào đó sẽ tái phát rồi sẽ có ngày anh ta phải đến tìm tôi tôi khuyên anh ta đừng có làm khó giang ra chuyện anh ấy đã quyết thì sẽ không đổi hai người vẫn nên về đi cái tên khốn nạn châu bắc thâm này anh ta đúng là tên nhỏ mọn đừng khóc mà hắn muốn nhà mình phá sản không sao đâu cậu về trước đi tôi nghĩ ra cách rồi tớ đi nói với ông châu lời ông ấy chắc chắn có ích có ích không có ích mau đi đi đừng khóc nữa ừ alo ông ạ à, cháu là khương vãn gần đây ông có khỏe không cháu muốn đến thăm ông được cháu đến đi ông vẫn đang đợi cháu đến ăn tối đây ha 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 Lão gia, ông tối nay chẳng phải hẹn thiếu gia ăn tối mà, giờ lại hẹn với cô Khương rồi. Hai người họ liệu có Có phải chuyện lớn gì đâu, không phải chỉ là ly hôn thôi sao, vẫn có thể là bạn bè mà, hơn nữa, đây là lần đầu tiên hai đứa nó ăn tối với tôi. Chủ tịch, bên lão gia vừa gọi điện tới dục. Lão gia hỏi anh lúc nào về ăn cơm với ông ấy. Đi thôi, trực tiếp về nhà cũ. cái con bé này con thật là một đứa vô tâm lâu vậy rồi mới đến thăm ông con xin lỗi mà ông nội con chẳng phải sợ ông nổi giận sao con không biết đối mặt với ông kiểu gì chỉ là ly hôn thôi mà ta vẫn là ông nội của con sau này con phải thường xuyên đến thăm ông đấy nhé vâng con sẽ về thường xuyên ừ. ông ơi thật ra con còn có lão gia thiếu gia về rồi tôi đi xem thử sao anh ấy lại về rồi chuyện này ông không nói trước với con thằng bé bác thâm cũng về rồi con không trách ông nội chứ tất nhiên là không rồi ba chúng ta ăn tối cùng nhau cảnh tượng này ông nghĩ thôi cũng vui rồi đột ngột vậy sao mình còn chưa chuẩn bị gì chúng ta cùng nhau ăn một bữa ngon đây là lại phải gặp mặt nhau rồi chú ngô sao có mình chú vậy thằng bé đó đâu thiếu gia vừa nhận điện thoại từ trịnh gia nói có chuyện gấp sẽ về thăm ông sau anh ấy muốn đi tôi không ngăn được thằng bé đáng ghét có chuyện gì lớn đến mức không thể ăn xong rồi đi sao ông ơi ông đừng giận sức khỏe quan trọng thằng nhóc thối này chỉ muốn ông tức chết thôi ây bác thâm đến rồi con ở lại với duyệt duyệt nhé con bé nhắc con suốt cô không làm phiền hai đứa nữa vừa nãy bác gái nói em thấy không khỏe sao không đến bệnh viện không sao là mẹ em quá lo lắng thôi còn làm phiền anh phải chạy qua đây đều do em không tốt trước khi mất anh trai em đã giao em cho anh để anh chăm sóc sau này đừng khách sáo vậy em cảm thấy ổn rồi chứ thật sự ổn rồi cơ thể của em từ em biết được rồi không sao thì tốt anh bên ông nội còn có chút việc anh đi trước đây anh thâm nếu không phải anh em đặc biệt nhờ anh anh căn bản sẽ không nhìn em thêm một lần em dưỡng bệnh cho tốt đừng nghĩ nhiều anh thâm em em nghỉ đi anh đi đây trước khi đi Trịnh Cương chỉ nhờ tôi chăm sóc duyệt duyệt, không bao gồm mấy người. Sau này hãy chăm sóc cô ấy cho tốt, nếu để chuyện gì xảy ra lần nữa, Trịnh gia cũng sẽ biến mất. Vâng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt duyệt duyệt, còn còn chuyện hợp tác thì sao? Mai sẽ có người đưa hợp đồng đến. Này, thiếu gia anh về rồi, lão gia đang đợi anh trong đó, bên trong vừa có tiếng động. Ông nội có khách à? Vâng, đó là cô Giang, cô Giang Giang Điểm. Cô ta lại tìm riêng ông nội mình thằng nhóc này con xem con đã làm gì đi cút đi cho ông cũng không biết cô giang đấy đã cho ông uống thuốc mê gì mà lại làm ông nói giúp cô ta vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ tạm dừng hợp tác với giang gia sau này nếu có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác nhưng bây giờ thiếu ra cậu muốn đi sao ừ tôi về nhà trước chú chăm sóc ông tôi cho tốt vâng còn nữa sau này đừng để mấy kẻ linh tinh tùy tiện đến gặp ông nội đặc biệt là người họ giang đó không cho cô khương gặp lão gia thiếu gia anh ghét cô khương đến vậy à không thì sao lẽ nào tôi còn phải thích cô ta ngày mai cùng tôi đến giang gia hủy hết tất cả hợp tác còn nữa sau này không bao giờ hợp tác nữa bác sĩ khương Trùng hợp vậy, anh vậy mà lại sống ở đây à? Chẳng trách lần trước lại đụng mặt Châu Bắc Thâm ở đây. Hóa ra anh ta ở đối diện nhà mình. Cái loại duyên phận quỷ gì thế này? Châu Tổng, lúc trước là tiểu điểm không đúng. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Hy vọng anh sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ với Giang Gia. Bác sĩ Khương thật sự biết có biết rũi đó. Trước đây còn ghét tôi, bây giờ lại đến cầu xin tôi. Châu Tổng là người rộng lượng, sẽ không tính toán với tiểu điềm đâu nhỉ. Cô bạn họ giang đó của cô bản lĩnh đúng là không nhỏ. Tối qua vậy mà lại đến tìm ông nội tôi. Người như cô ta. Căn bản không cần cô cầu xin giúp như vậy. Chú Ngô luôn gọi tôi là cô Khương. Khương với Giang đọc giống nhau. Nên, Châu Bắc thâm tưởng hôm qua là Giang điểm đến gặp ông. Có điều kế hoạch của Giang ra vô ích rồi. Tôi sẽ không thay đổi quyết định vì ông nội ngược lại. Tôi càng ghét nhà họ vì lợi dụng ông nội tôi. Vậy, Châu tổng, dù thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho Giang gia phải không? Đúng vậy. Thực ra hôm qua. Tiểu Điểm, có chuyện gì thế? Tớ qua ngay đây. Tiểu Phán Châu Gia đã cắt đứt hết hợp tác với Giang Gia. Tớ biết mình vô dụng. Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó cho gia đình mình. Giúp tớ chọn váy cưới đi, tôi dự định dùng hôn sự của mình. Kéo một khoản đầu tư khác, đừng tự coi mình là một quân tốt. Nhất định sẽ có cách mà. Có cách thật sao? Chúng tôi lấy hết mấy cái này mẹ sao mẹ lại dùng thẻ của anh thâm lung tung vậy anh ấy sẽ coi con thành kiểu gì con bé ngốc bác thâm vì con có thể hủy hợp đồng với giang gia đem hợp đồng đó cho chúng ta sao lại quan tâm tấm thẻ này chứ này hai người đang làm gì ở đó thế quốc khỏi đây chúng tôi muốn bao quán thử đồ này bà cái con người này trùng hợp thật đấy bác sĩ khương thật sự trùng hợp chẳng trách châu bác thâm không bỏ qua hóa ra là đưa hợp đồng cho cô rồi bác thâm không phải là người ngoài Thằng bé vì duyệt duyệt mà ly hôn. Chỉ là một cái hợp đồng. Thì đã là gì? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Dám nói chuyện như vậy, nay bà còn có liêm sỉ không hả? Châu Bắc Thâm là một tên khốn nạn, làm tớ tưởng rằng là mình đắc tội hắn, mấy người đừng mắng anh ấy, anh Thâm đều là vì tôi, vì cô, tôi nói cô biết, tôi chính là muốn chửi cô. Quyên rũ người đã có vợ, cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô và Châu Bắc Thâm đúng là xứng đôi, tôi nói cô biết, hôm nay tôi không mắng chửi cô. Cô Giang, Tôi biết cô không muốn chấm dứt hợp tác với Châu Thị. Nhưng những gì anh Thâm đã quyết thì không sẽ đổi. Còn có bác sĩ Khương, hy vọng cô không vì việc này mà bám lấy anh ấy, này ai bám lấy anh Thâm của cô chứ, cô còn có liêm sỉ không, cô Trịnh? Chị... Không phải ai cũng muốn bám lấy Châu Bắc Thâm như cô. Bác sĩ Khương, tôi không có ý gì khác, tôi nói vậy vì tốt cho cô, anh Thâm tình tình lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người lạ. Nếu cứ đi tìm gặp thì chỉ khiến anh ấy chán ghét hơn, nếu cô cần gì có thể đến tìm tôi, tôi có thể nói giúp cô, không cần. Tôi không muốn liên quan đến anh ta. Tiểu Điểm. Chúng ta đi, sao cậu không để tớ chửi bọn họ? Cậu có thấy cái khuôn mặt tiểu tam thượng vị ấy không? Còn luôn miệng nói tôi là nói hộ anh Thâm. Nói cái quái gì vậy? Được rồi. Không cần lãng phí thời gian với họ giờ đã biết chân tướng rồi không cần lãng phí thời gian với châu bắc thâm tớ nghĩ ra cách rồi cậu về trước đi đợi tin của tớ alo anh hai em muốn nhờ anh giúp một việc tiểu vãn anh hai anh đã liên hệ với giang gia anh có thể giúp họ hơn nữa châu bắc thâm thực sự đã có ý định đổi từ giang thị thành trịnh thị từ lâu chuyện hai người thật sự chỉ là trùng hợp thôi làm em còn tưởng chỉ cần đến xin lỗi anh ta thì châu thị có thể tiếp tục hợp tác cùng giang thị vãn vãn em không cần cúi đầu trước ai cả liên hệ với giang gia chuẩn bị ký hợp đồng suôn sẻ vậy sao anh hai anh làm việc có phải quá nhanh không ai bảo vãn vãn nhà ta bao nhiêu năm như vậy lần đầu tìm anh giúp anh hai Hôm nay anh đã giúp em việc lớn vậy, em muốn đãi anh một bữa. Được. Anh đã liên lạc với Giang ra rồi, mai có thể ký hợp đồng, giờ em yên tâm rồi chứ. Cảm ơn anh, anh là người đối với em tốt nhất. Bác sĩ Khương không ngờ lại gặp cô ở đây. Trùng hợp ghê. Trùng hợp thật, hay là cùng nhau ăn đi, càng đông càng vui kiểu thân phận như anh Châu, tôi thấy nên bao phòng đi. Anh Thâm anh nghĩ sao? Không vấn đề gì. Tôi sao cũng được. Bác sĩ Khương, anh Thâm không có ý kiến, cô sẽ không từ chối chứ? Em nhớ trước đây anh không thích ăn cùng người khác. Anh nghĩ sao? Anh không sao cả, không sao cả, anh Hai, anh muốn làm gì? Bác sĩ Khương, người bên cạnh cô là ai vậy? Có vẻ như rất thân với cô. Cô không giới thiệu sao? Anh ấy là, anh ấy là dư thiếu, tân binh của Tấn Thành. Rất ưu tú đó. Anh Châu quá khen rồi, so với anh. Tôi còn cần cố gắng hơn nữa. Bác sĩ Khương, hóa ra anh dư là bạn trai cô. Thảo nào lúc trước không để tôi giới thiệu, mối quan hệ của hai chúng tôi là gì, không cần phải nói với cô chị. Chúng ta thân nhau à? Xin lỗi bác sĩ Khương, là tôi không nên hỏi, tôi tưởng chúng ta là bạn bè. Xin lỗi nhé, tôi không kết bạn với người tôi không thích. Tôi không có cảm tình với cô chị. Và cả anh Châu đây. Bác sĩ Khương, duyệt duyệt chỉ tùy tiện nói. Không có ác ý. Anh Châu, tôi nhớ anh đã ly hôn rồi nhỉ. Dư Thiếu, anh khi nào lại thành người nhiều chuyện vậy? Anh Châu, đừng giận. Tôi cũng giống như người phụ nữ bên cạnh anh. Tùy tiện hỏi thôi, không có ác ý. Anh, chúng ta đi trước đi để Châu Tổng và cô Trịnh ở cùng với nhau. Cô ấy và cái tên dư kiêu này chắc không phải người yêu đâu. Cái cô Khương Vãn này rốt cuộc muốn làm gì? Châu Bắc thâm đổi sang Trịnh gia hợp tác, chính là gia tộc của người phụ nữ bên cạnh anh ta. Phải. Cô gái đó đối với anh ấy rất quan trọng. Ừm. Nhưng nó không liên quan gì đến em nữa dù sao thì cũng ly hôn lâu rồi em không muốn liên quan gì đến họ tốt nhất đừng gặp lại ồ đúng rồi tối mai vừa hay có bữa tiệc từ thiện anh đang thiếu một bạn nữ em đi với anh nhé có thể nhưng anh anh có thể giúp em tìm một người chị dâu được không miễn cho lần nào cũng phải để em đi cùng anh cái cô khương vã này chắc chắn đang giấu tôi điều gì đó Chủ tịch, trước đây anh nhờ tôi tìm vợ cũ của anh, chuyển cho cô ấy căn nhà ở phía Tây thành phố, nhưng mà. Nhưng mà sao? Cô ta vẫn chưa hài lòng, không phải là cô ấy không hài lòng, mà là tôi hoàn toàn không thể tìm ra tung tích của vợ cũ anh. Ngô Tiêu. Tôi rất không hài lòng với khả năng làm việc của anh gần đây. Không tìm được bác sĩ Khương thì thôi đi, đến người phụ nữ ở dưới quê cũng không tìm được. Là do tôi kém cỏi, xin anh xử phạt. Tiếp tục tra xem nhất định phải tìm thấy tôi không tin một người phụ nữ quê mùa lại có thể biến mất sao vẫn chưa đi tối mai có một bữa tiệc từ thiện anh có tham gia không Duyệt duyệt đáng lẽ em nên nghỉ ngơi ở nhà. Em không nên ra ngoài, những dịp như vậy nếu không đến, thì không biết có bao người muốn quyến rũ. Châu Bắc Thâm, mình phải đến, để trông chừng. Không cho họ cơ hội, em không sao đâu anh. Em sẽ cùng anh đến bữa tiệc. Coi như đi cho khuây khỏa. Tạp chí này mặt mũi lớn thật, đến Châu Bắc Thâm cũng mời được. Cô gái bên cạnh anh là ai? À bạn gái của Châu Bắc Thâm sao? Chào Châu tổng, tôi là tổng biên tập của Beckergen, tôi họ là Lý, sự xuất hiện của anh làm cho cả hội trường bừng sáng. Vị này là chủ biên lý, khách khí rồi. Đây là em gái tôi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, tôi đã dành chỗ ngồi tốt nhất ở hàng đầu tiên cho anh. Khi cuộc đấu giá từ thiện bắt đầu, anh có thể thấy rõ những gì trên sân khấu. Là Dư Kiêu, đó là huyền thoại đã kiếm bộn tiền chỉ trong vài năm, nằm trong danh sách những người giàu nhất của Fox cô gái đi bên cạnh anh ta là vị nghệ sĩ nào của tân tấn vậy đẹp quá đi những nhân vật lớn bình thường không gặp được giờ đều ở đây xin chào anh dư hoan nghênh anh đã tới để tôi đưa mọi người vào được làm phiền anh dư tổng biết châu tổng sao tất nhiên tôi biết châu bắc thâm cả thành phố lâm an này ai không biết như nhau thôi tôi cũng đã nghe danh anh dư từ lâu sao mình cảm giác có mùi thuốc súng ở đây nhỉ lại còn có chút vị ghen tuông nữa không thể thế được bị kẹp giữa hai ông lớn này thật ngột ngạt họ không nói chuyện mình cũng không dám nói anh chúng ta vào trước đi cuộc đấu giá từ thiện sắp bắt đầu rồi phải phải sắp bắt đầu rồi tôi đưa các vị vào các vị đi theo tôi không biết đồ em quyên sẽ được đấu giá khi nào tô lão tiên sinh đã lâu rồi chưa có tác phẩm mới nào được tung ra thị trường bức tranh đó của em chắc là ở cuối cùng em đem tác phẩm của ông ấy đi quyên như vậy không sao chứ. Ông ấy là sư phụ của em, chẳng nhẽ lại đánh em sao, với cả ông ấy đã tặng em bức tranh rồi. Cũng phải, em là đệ tử cuối cùng cầu ông ấy, ông ấy luôn cưng em nhất. Cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, vật phẩm đầu tiên là một chiếc vòng cổ kim cương. Em thích không? Em chưa bao giờ thích kim cương cả. Em thích không? Thật ra, 8 triệu tệ. Chúc mừng Châu tổng đã giành được với 8 triệu. Vật tiếp theo là một đôi bông tai màu xanh hoàng gia, giá khởi điểm 5 triệu. 10 triệu. Anh em chẳng phải thích sao? Anh em không có gì ngoài tiền. Đôi bông tai này rất đẹp, nhưng nó không có giá trị tới 10 triệu. Dư tổng vung tiền như vậy, người bình thường không dám cướp đâu. 10 triệu một lần, 10 triệu hai lần, 10 triệu, 20 triệu, Châu tổng anh có thực sự thích đôi khuyên tai này không, hay là muốn cướp vật tôi thích? Đấu giá trước giờ luôn là ai ra giá cao thì có được. Anh không hiểu quy tắc à? Hơn nữa, tôi đấu giá để làm gì? Anh không quản được. 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Anh. Cái này tuy tốt, nhưng nó không đáng với giá đấy, bỏ ra 60 triệu thì khác gì vung tiền như rác, nhưng em thích mà. Bỏ đi anh, em cũng không thích lắm chỉ là đôi bông tai. 60 triệu thành giao, chúc mừng Châu Tổng đã nhận được một đôi bông tai xanh hoàng gia. Không hổ là người đứng đầu trong danh sách giàu có. Không thèm chớp mắt. Đã bỏ ra 60 triệu cho một đôi bông tai. Không ngờ anh thâm lại đấu giá thứ đất như vậy, tặng cho mình. Xin lỗi, vị tiểu thư này, đôi bông tai này là dành cho cô ấy. Ôi trời đồ tận 60 triệu mà không thèm sờ một cái, nói tặng là tặng không đúng nha đây là bạn gái của dư kiêu mà sao châu tổng lại đưa cho cô ta mà không đưa cho bạn nữ đi cùng châu tổng có ý gì phải đó châu tổng anh có ý gì chỉ là một thứ không đáng tiền cô đã cứu mạng duyệt duyệt mạng của cô ấy đáng giá hơn nó nhiều tôi đã lấy những gì tôi nên lấy đôi bông tai này không cần đâu bác sĩ khương cô lại từ chối tôi cô định khiến tôi tức giận mới được à Châu Tổng, anh nói thế là có ý gì? Chúng ta hình như cũng không thân lắm. Mong anh đừng nói mấy điều vớ va vớ vẩn. Làm người khác hiểu lầm. Không quen lắm. Tốt, rất tốt. Cô gái này to gan thật. Dám làm Châu Bắc Thâm tức giận. Không biết cô ấy với Châu Bắc Thâm có quan hệ gì. Lại có thể khiến Châu Bắc Thâm công khai tặng quà lại còn dám công khai từ chối châu bắc thâm trước giờ không có ai dám động vào anh ta sợ rằng cô ta sắp gặp xui xẻo rồi sao cảm giác giống như châu bắc thâm cho thêm vậy bởi vì cô ấy đã cứu tôi nên mới tặng cô ấy một món quà đắt tiền như vậy anh thâm có thật vậy không tại sao em cảm thấy mình ngày càng không hiểu được anh châu bắc thâm anh mất kiểm soát rồi nhìn thế này thì không phải lần đầu rồi cho tôi biết đấy là ai đi là bác sĩ của diệt diệt không biết tại sao cô ấy luôn có thái độ thù địch mỗi khi nhìn thấy tôi vì vậy cậu đi điều tra giúp tôi tôi luôn cảm thấy thân phận của cô ấy không đơn giản như vậy đúng là cần điều tra kỹ có lẽ cô ấy được ai đó cử đến để tiếp cận cậu tại sao hình như có chuyện rồi mọi người trật tự vật tiếp theo đây là tác phẩm đích thực của ông tô ông tô đã sớm không còn đấu giá tranh của mình nữa đây không thể là bức tranh của ông ấy. Đúng, lại dám đem tranh giả lên đấu giá, coi chúng ta đều là đồ ngu sao. Các vị bình tĩnh, bức tranh này của ông Tô, được tài trợ bởi một người giấu tên. Họ đảm bảo đây là tranh thật. Hắn nói là tranh thật thì là thật à, ai tin chứ phải. Người ẩn danh này là ai, có gan thì đứng ra đi, đưa ra bằng chứng, chứng minh, thế mà lại dám dùng danh tiếng của ông Châu ra đấu giá tranh giả. Chúng tôi muốn xem kẻ vô liêm sỉ này là, tranh là do tôi khuyên, lại là cô ta, người được Châu Bắc Thâm tặng khuyên tài. Bác sĩ Khương, mặc dù ý định làm từ thiện của cô là tốt, nhưng làm như vậy thì không được đâu. Dùng tranh giả để lừa mọi người, sẽ gây phẫn nộ đấy, cô vẫn nên nhanh nhận sai đi. Khương Vãn, tôi đang tìm cách để làm cô xấu mặt. Không ngờ cô lại tự dâng đến cửa. Còn chưa kiểm định bức tranh thật hay giả. Đã bắt tôi nhận tội, cô không nhận cũng vô ích. Ở đây có nhiều fan của ông Tô như vậy, đều rất quen với tranh của ông Tô. Cô phủ nhận thì có ích gì? Vì mọi người nghi ngờ tính chân thực của bức tranh này, vậy hãy gọi người thẩm định. Thật giả sẽ biết ngay thôi. Tôi đã liên hệ với người thẩm định Ngô lão sư, sẽ đến ngay. Thầy Ngô đến rồi. Thầy Ngô, thầy đến rồi, mau đến xem bức tranh này, ngài là người uy tín nhất, mau xem tranh có thật không. Được, tôi sẽ xem. Vị quý nhân mới nổi này của Lâm An có đáng tin không? Dù sao thì lúc đó cũng do anh ta đảm bảo. Chỉ sợ dư tổng cũng bị cô gái này che mắt. Kết quả giám định đưa ra thì cô không thể ngụy biện nữa. Bác sĩ Khương, tôi khuyên cô nên xin lỗi mọi người đi, có lẽ mọi người sẽ tha thứ cho cô. Làm lớn chuyện rồi thì khó coi lắm. Ngô đại sư, một bức tranh giả cần xem lâu thế sao? Kết quả đã có chưa? ngô đại sư bức tranh này là giả phải không đúng bác sĩ khương bây giờ bạn còn muốn nói gì nữa không kết quả giám định đã có ngô đại sư bức tranh này thật hay giả tôi tin rằng ông đã có câu trả lời trong lòng bức tranh này có lẽ là tranh thật không thể vậy được cô gái này cô đang nghi ngờ năng lực của tôi à tôi không có ý đó chỉ là thủ đoạn lừa đảo bây giờ quá tinh vi. Cô ấy chỉ là một bác sĩ. Tranh của tô lão sư, ngàn vàng khó mua, không thể nào lại nằm trong tay cô ấy. Tại sao lại không thể? Đó là Vương Dục, đại đệ tử của tô lão sư. Sao anh ta lại ở đây? Có lẽ là chuyện tranh giả bị làm lớn rồi, nếu chuyện này bị truy cứu. Đem tranh thật của tô lão sư đi bán, thì cô gái này sẽ bị kiện ngồi tù, bác sĩ Khương. Đến lúc này rồi, cô vẫn cứng miệng cố cãi à, gặp phải chuyện cũng không biết nói với anh. Em có coi anh là sư huynh nữa không? Chẳng phải đã nói với em sao, gặp chuyện thì đừng có tự mình chống đỡ. Sư phụ và anh mãi luôn là chỗ dựa của em. Anh à, anh đừng tức giận. Em không phải sợ làm phiền anh sao? Với cả chỉ là chút chuyện nhỏ, em có thể tự xử lý, dư muội tôi thật tâm muốn từ thiện nên mới mang bức tranh đi đấu giá. Không ngờ lại bị vu oan như vậy. Thì ra cô ấy chính là đệ tử cuối cùng của Tô lão sư. Nghe nói là có thiên phú. Nói hắn có năng khiếu tô tiên sinh coi như người kế nhiệm mà dạy dỗ không ngờ hôm nay lại được gặp người thật đúng vậy không ngờ đối phương lại là phụ nữ điều bất ngờ hơn nữa là lại là một cô gái đẹp như vậy hiểu lầm đây là một hiểu lầm hai vị đừng để trong lòng một câu hiểu lầm là có thể coi như không có gì aia à, rốt cuộc ai sai ai đúng cũng nên có một câu trả lời vừa nãy hình như cô là người lớn tiếng nhất này hay là thế này đi cô hãy xin lỗi vì trò cười vừa rồi nhận lỗi với sư muội tôi nếu không xin lỗi thì đuổi ra ngoài đi đuổi đi xin tôi lỗi. có thể xin lỗi xin lỗi bác sĩ khương là do tôi quá quan tâm cô tôi thật sự lo cô sẽ lấy tranh giả lừa người nhất thời kích động không nghĩ nhiều xin lỗi nhé được rồi bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải cuộc đấu giá của chúng ta tiếp tục vui lòng quay lại chỗ ngồi của mình thù ngày hôm nay tôi đều ghim lại rồi tiếp theo chúng ta tiếp tục đấu giá Bác sĩ Khương, sau này tôi sẽ không thủ hạ lưu tình với cô, bức tranh thật này của Tô lão tiên sinh. Là một bác sĩ nổi tiếng quốc tế, lại có thân phận là đệ tử của Tô lão tiên sinh. Bác sĩ Khương còn có bao nhiêu bí mật? Mà tôi không biết đây, cô ấy không chỉ có bí mật, còn có nhiều hộ hoa sứ giả như vậy, hoàn toàn không cần anh lo. Được rồi, đùa chút thôi. Tên cô ấy là gì? Bác sĩ Khương. Anh hai Em hỏi tên chứ không hỏi nghề nghiệp, chính là tên của cô ấy. Tôi chẳng phải chưa tìm ra sao, còn có người anh không tra được à? Được rồi, đừng lo. Tôi sẽ giúp anh điều tra cặn kẽ cô ấy. Nhờ anh đó. Vãn vãn sau khi buổi từ thiện kết thúc, là đến thực rượu rồi, toàn là xã giao, nếu em muốn về thì cứ gọi anh, anh đưa em về. Anh cứ đi đi. Ha 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 um. Um hay jo ha 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 ha. ấy ấy đi đi ha ha không ngờ rằng có người đẹp xinh đẹp như vậy ở tấn thành để tôi tự giới thiệu chút vị tiểu thư này tiểu nhân triệu viễn phương làm quen chút đi xin lỗi tôi không thích kết bạn <laughs> ấy ấy ha ha tôi đã cho cô mặt mũi rồi mà cô không cần vậy thì tôi sẽ làm theo cách của mình làm ơn tránh ra sau nào Cô nghĩ tôi ở trong khu vườn này chơi với gái mà không chuẩn bị à? Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc chơi với gái cả. Ưm um, ha ha ha. Uống đi. Anh tránh ra, ê. Ê. Bướng bỉnh à? Ha ha được rồi. Để tôi xem xem khi cô lên giường rồi có còn bướng bỉnh vậy không. Bây giờ hãy ngoan ngoãn uống đi đợi uống say rồi thì lên giường cũng anh đây. Thoải mái buông thả. Bỏ tôi ra, để tôi đi. Ôi, đau đau đau. Kẻ nào không có mắt. Triển diệp. Đau, đau, hoặc là anh tự mình đi. Hoặc tôi sẽ đích thân tiễn anh. Anh chịu, chọn đi. Tôi tự mình bước đi. Nhanh, nhanh, Ây, ấy ấy ấy. Ấy ấy. Cảm ơn anh hùng cứu mỹ nhân nên vậy mà tôi là triển diệp khương vãn lần sau gặp nhé nóng lòng làm anh hùng cứu mỹ nhân không cứu được thì thôi cô ấy lại còn bỏ đi với tên khác Nói ít thôi, cũng đâu có phải trốn đi cùng tôi. Sao lại mắng tôi chứ? Thế cậu còn không mau nghĩ cách giúp tôi. Châu Bắc Thâm không ở nhà, lại đứng ở cửa thang máy, nhìn mình làm gì. Anh ta chắc không cố ý đợi mình đâu nhỉ. Cô sau này tránh xa triển diệp ra. Anh ta là tên sát gái, hắn căn bản không hợp với cô. Anh Châu, anh đang đe dọa tôi à? Không thì sao? Ở đây còn có người thứ ba à? Châu Tổng, anh dựa vào đâu mà cho rằng Triển Diệp không phải người tốt? Tôi thấy anh ấy khá tốt đó. Hơn nữa, tôi quen với ai là chuyện của tôi. Liên quan gì anh? Dư kiêu với Vương Dục cũng thôi đi. Đến Triển Diệp cô cũng dám động. Anh quản bản thân trước đi. Rốt cuộc mình xui xẻo đến mức nào chứ? Trước thì đụng phải Châu Bắc Thâm, sau lại dính vụ mất điện này. Châu Tổng, anh mau nghĩ cách đi. Tôi không muốn qua đêm ở đây đâu. Châu Bắc Thâm, anh bị sao vậy? Mau gọi người quản lý tòa nhà. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Ây da! À. Anh đừng để nữa. Châu Bắc Thâm anh không sao chứ? Châu Bắc Thâm không phải anh sợ tôi đó chứ? Cầm miệng. Anh ta quả nhiên đang sợ. Không, mình phải tìm cách thoát ra ngoài. Nếu không Châu Bắc Thâm sẽ xảy ra chuyện. Châu Bắc Thâm, nghe tôi này, nhìn tôi và làm theo nhé. Hít sâu, thở ra. Tự mình bình tĩnh lại. Điện thoại tôi hết pin rồi. Điện thoại anh đâu? Anh không nói thì tôi tự tìm nhé. Cô sở đâu đấy? Tôi không biết điện thoại anh ở đâu. Gọi cho Ngô Tiêu, sao của anh cũng hết pin rồi. Ấy, Châu Bắc Thâm, rốt cuộc anh sao vậy? Nói cho tôi biết đi. Làm sao vậy? không liên quan đến cô. Có ý tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, thế mà mình còn quan tâm anh ta, cô ngồi xa thế làm gì? Khỏi quản tôi, cô lại gần đây đi, tôi không. Cô lại gần tôi đi, tôi không. Lại gần đây, tôi nói cho cô lý do. Gần lại. tôi sợ tối. Ha ha ha. Anh thật sự sợ bóng tôi sao? Ha ha ha, đừng đùa tôi. Tôi sợ bóng tối thật. Có gì buồn cười chứ? Đường đường là châu tổng lại sợ tối. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ có bao nhiêu người chấn động? Cô dám. Anh hung dữ như vậy làm gì? Tôi nói cho anh biết. Anh đang ở trước mặt tôi lúc này, chỉ là một chú mèo con bất lực. Tôi đã nắm giữ bí mật của anh rồi. Cô muốn làm gì? ây anh đang nói đùa đó à tuy tôi ghét anh nhưng tôi không phải loại người thừa nước đục thả câu cuối cũng cũng thừa nhận rồi đúng vậy tôi ghét anh tôi đã làm gì sai đâu rốt cuộc tôi đã đắc tội cô lúc nào anh đắc tội tôi nhiều chỗ lắm nếu như anh biết người ở bên anh lúc này là vợ cũ của anh chúng ta chẳng phải sẽ ghét nhau sao tôi đắc tội cô chỗ nào rồi anh đắc tội tôi nhiều lắm. Ví dụ như chuyện của Giang Gia. Rõ ràng anh đã sớm quyết định dừng hợp tác với Giang Gia, sao còn làm ra cái vẻ như là tôi và Tiểu Điềm đắc tội anh vậy? Dư Kiêu nói với cô à. Tin tức của cô cũng nhiều đấy. Không sai, tôi thật sự muốn cắt toàn bộ hợp tác với Giang Gia. Châu Tổng đúng là vì cô trịnh mà chuyện gì cũng làm. Chẳng phải cô cũng vậy sao? Bên ngoài cô là bác sĩ Khương nổi tiếng. hơn nữa lại còn là đệ tử cuối cùng của tô lão tiên sinh mỗi thân phận của cô người bình thường có cố gắng cả đời cũng không cố nổi cô không tầm thường cái tôi biết không chỉ có vậy nhưng nó liên quan gì đến anh bác sĩ khương trên người cô còn bao nhiêu bí mật xin lỗi châu tổng đường điện vừa bị mất biết rồi tôi đến không đúng lúc phải không làm phiền rồi cảm ơn nhé trợ lý Ngô. Châu tổng ở đối diện, anh đi nhầm rồi. Bác sĩ Khương đây là cháu chủ tịch dặn tôi đem cho cô, ăn luôn cho nóng. Không ngờ rằng có ngày tôi được ăn cháo châu bắc thầm nấu. Đúng là gặp quỷ. Anh Triển, anh tìm tôi có việc gì? Cứ gọi tôi là Triển Diệp. Tôi muốn mời cô đi ăn trưa. Xin lỗi nhé. Tôi có cuộc họp vào buổi trưa, không rảnh. Vậy tối cô có rảnh không? Anh Triển, có gì anh cứ nói thẳng đi, mấy chuyện như ăn uống thì không cần đâu. Tôi sẽ nói thẳng vậy. Bác sĩ Khương có bạn trai chưa? Anh Trịnh, mặc dù trước đây anh đã giúp tôi, nhưng tôi vẫn phải nói với anh một việc, tôi không có hứng thú với anh. Có sao đâu, thời gian còn nhiều, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể đạt động cô. Bác sĩ Khương có bệnh nhân ở phòng cấp cứu, nhất định muốn cô phẫu thuật. Bệnh nhân sao rồi? Nghiêm trọng không thật ra chỉ là chấn động não nhẹ, không cần phẫu thuật gì cả. Các bác sĩ ở đó đã giải thích cho họ rồi, nhưng người nhà đó khó giải quyết lắm, không có tác dụng, nhất định phải tìm cô. cô là bác sĩ khương đó à bác sĩ khoa nội thần kinh nổi nhất mà người đời đồn à là tôi tôi nghe nói tấn an các người có bác sĩ khoa não rất giỏi nên mới bảo xe cấp cứu đem con trai tôi tới đây cô nhìn trẻ như vậy mà giỏi thế sao tình hình sao rồi đã đi chụp công ty chưa cho tôi xem xem chấn động não nhẹ nằm viện vài ngày là ổn họ cứ muốn phẫu thuật tôi chỉ thấy người không muốn phẫu thuật chưa thấy ai như họ cả thực sự không có vấn đề gì lớn đừng lo lắng bệnh của em không nặng chỉ là một số vết bầm tím và chấn động nhẹ chỉ cần ở viện vài ngày này thế không được thằng bé trông ổn thôi tôi thấy nó chắc chắn bị chảy máu não rồi phải làm phẫu thuật bà có quan hệ gì với bệnh nhân tôi là mẹ nó tình hình này thằng bé cần phẫu thuật nếu xảy ra chuyện cô có gánh nổi không mọi chỉ số của thằng bé đều tốt không cần phẫu thuật tôi là mẹ của nó tôi nói nó cần phẫu thuật thì phải phẫu thuật hôm nay cô nhất định phải làm bác sĩ em bị sao vậy cảm thấy khó chịu ở đâu sao em không muốn phẫu thuật mọi người đừng mở não em ra em yên tâm có nhiều bệnh nhân đang đợi tôi cần phẫu thuật em không cần phẫu thuật này cô không thể rời đi cô đi rồi thì con trai tôi ai làm phẫu thuật cho nó cô không thể đi cô phải phẫu thuật cho nó ở đâu ra mụ độc phụ dám động vào bác sĩ khương của tôi Tôi sắp có cuộc phẫu thuật khác. Bạn cố gắng an ủi người nhà, nếu không được thì báo cho bộ phận y tế. Tránh để người nhà gây rắc rối. Để mặt tôi từng giúp cô, có thể cho tôi cơ hội cùng đi ăn với cô sau khi phẫu thuật. Nói sau đi. Cô không từ chối tôi thì coi như đồng ý rồi nhé, tôi đợi cô. Ê. Đây không phải Châu Tổng à? Đưa bạn gái đến bệnh viện khám thai à? Anh Triển, sao anh có thể nói như vậy? Anh Thâm và em không có gì cả. Sao anh có thể nói em có thai chứ? Châu Bắc Thâm, mắt nhìn của anh thật trả ra sao? Nghe nói anh ly hôn vì người phụ nữ này. Cũng đúng cái cô vợ nhà quê đó của anh, tôi đoán anh cũng chẳng để mắt tới. Nhưng mà vị này. Sợ là không đẹp bằng vợ cũ của anh duyệt duyệt là em gái của tôi nếu anh còn dám nói nhảm thì cẩn thận tôi sẽ cho anh nếm mùi anh đến đây làm gì tất nhiên là để theo đuổi cô gái trong mơ của tôi bác sĩ khương tôi cảnh báo anh tránh xa cô ấy chút châu tổng anh quản cũng nhiều quá rồi đấy việc tôi theo đuổi bác sĩ khương liên quan gì đến anh triển diệp vậy mà muốn theo đuổi bác sĩ khương thái độ anh thâm với bác sĩ giang cũng khác thường tại sao hai người đàn ông xuất sắc như vậy đều vây quanh người phụ nữ đó lẽ nào anh cũng thích cô ấy muốn cướp của tôi ai nói tôi thích cô ấy nếu anh không thích thì tôi tán cô ấy liên quan gì đến anh anh thâm bác sĩ vẫn đang đợi chúng ta đi kiểm tra trước đi Bác sĩ thế nào rồi? Trước mắt thì khá ổn, nhưng đừng xem nhẹ. Tiếp tục giữ vững. Cảm ơn bác sĩ. Anh Thâm may mà không sao. Em thực sự sợ tái phát. Anh Thâm, anh có nghe em nói không? À, bác sĩ vừa nói gì thế? Bác sĩ nói không sao cả. Rất tốt. Anh Thâm chẳng phải để ý đến sức khỏe của mình nhất sao? Nhưng sao anh ấy đến kiểm tra với mình mà lại phân tâm vậy? Không biết tại sao, mình luôn cảm thấy anh ấy đang nhớ bác sĩ Khương. Anh Thâm, anh sẽ bảo tài xế đưa em về, anh còn có việc khác. Đi trước đây. Vâng. Cô có mệt không? Thu dọn đi, tôi sẽ đãi cô một bữa thịnh soạn. Hoa tươi xứng với mỹ nhân. Tặng cho cô, loại hoa hồng này có ý nghĩa đặc biệt. Tôi không thể nhận. Không nhận thì thôi đi. Có thể mời cô đi ăn một bữa, cũng không uổng công tôi chờ lâu vậy. Anh thật sự đợi lâu vậy à, cô không cần lo lắng cho tôi, đi thôi, đi ăn tối, anh Triển, cô ấy còn chưa đồng ý đi ăn cùng anh. Anh tự trọng chút. Châu tổng, không phải anh vừa nói anh không quan tâm à? sao nào không lỡ bỏ bác sĩ khương nên bỏ bạn gái lại còn mình thì chạy đến đây châu bắc thâm ăn trong bát nhìn trong nồi là không tốt anh không quản được việc này đồ ăn của đàn ông không ngon đâu không nói đến bữa ăn này mà nói đến việc theo đuổi cô ấy cũng phải theo thứ tự anh họ châu này tôi đến trước đó cô muốn đi cùng ai bác sĩ khương em trai bị tai nạn chiều này có vấn đề rồi đã xảy ra chuyện gì sau khi cô đi mẹ bé nhất định muốn xuất viện chúng tôi đành phải đồng ý tôi vừa nhận được cuộc gọi từ trung tâm cấp cứu nói có một bệnh nhân của việt tư trong khi phẫu thuật đã mất máu tôi đã hỏi kỹ thông tin mới nhận ra là em trai đó làm sao lại có người mẹ như vậy thằng bé giờ ở đâu vẫn đang trên đường đến bác sĩ nói tình hình không ổn bảo chúng ta chuẩn bị bảo hộ chuẩn bị máu báo mọi người chuẩn bị tôi sẽ đến đó ngay anh triển tôi thực sự không có thời gian để ăn với anh hôm nay lần sau đi không sao đâu cô đi làm đi tôi rất rảnh châu tổng lần này tôi đã thắng rồi triển thiếu anh vẫn chưa rõ sao sau này cùng nhau đi ăn chính là không có sau này hai chúng ta cô ấy đều không cần cái đồ bác sĩ xấu xa nếu không vì cô từ chối phẫu thuật cho con tôi tôi sẽ không đến viện khác để phẫu thuật nếu không chuyển nó sẽ không bị như vậy nếu con trai tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô đâu mấy người hại con tôi thành vậy tôi có chết cũng không để yên bà bị bệnh sao con bà không cần phẫu thuật bà đưa bé đi mà không báo bệnh viện giờ xảy ra chuyện lại trách chúng tôi tôi không quan tâm con trai tôi như bây giờ là do cô cô phải chịu trách nhiệm bệnh nhân đã đến rồi đừng có trì hoãn thời gian phẫu thuật bỏ tay ta ta tôi nể tình bà là mẹ của bệnh nhân tôi hiểu sự lo lắng của bà nhưng nếu bà còn ngăn tôi kiểm tra đừng trách tôi không khách khí ây cô không thể phẫu thuật cô đã hại nó thành vậy rồi còn muốn hại chết nó sao cô còn muốn hại chết nó sao tôi nói lại lần nữa buông tay tôi không đồng ý cho cô phẫu thuật tôi không đồng ý cho cô làm thằng nhóc chết tiệt này sao không chết đi không phải do viện tư sợ trách nhiệm cũng không về đây chỉ cần trì hoãn ngăn phẫu thuật tôi không tin đứa trẻ này vẫn có thể sống hư bác sĩ xấu xa cô mà tự ý làm phẫu thuật cho con tôi tôi nói cô biết cô không xong với tôi đâu vậy à tôi muốn xem ai dám gây rắc rối trong bệnh viện cô cứu người đi chỗ này giao cho tôi cảm ơn này 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 cô không thể đi bỏ ra đừng để cô ta làm phẫu thuật cô ta sẽ hại chết con trai tôi bà có chắc người muốn giết con trai bà là cô ấy hay người đó là bà anh nói linh tinh gì thế nó là con trai tôi tôi chẳng lẽ hại con mình chắc vậy nếu như không có thì bà chỉ cần đợi ở đây đợi cho đến khi kết thúc phẫu thuật Người nhà ở đây không? Này, vâng, vâng. Con tôi chết rồi sao bà nói gì thế? Bác sĩ Khương ra tay thì tử thần cũng phải thả. Đừng lo, phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân cũng được cứu, chỉ cần nộp phí, chuẩn bị xuất viện thôi. Cái gì? Nó thế mà chưa chết. Còn phải nộp viện phí? Tôi không có tiền và tất cả là do bác sĩ Khương hại. Cô ta phải có trách nhiệm với con trai tôi, bà có ý gì? đừng hòng chối trách nhiệm. Tôi nói cô biết. Cô hại con trai tôi, cô phải chịu trách nhiệm. Cô phải bồi thường cho nỗi đau tinh thần của nó, viện phí các thứ. Nếu không thì cứ chờ đấy. Cô ổn chứ? Tôi đã phẫu thuật 7 tiếng. Anh vẫn chưa đi à? Nếu bà còn dám nói nhảm nữa, tôi sẽ khiến bà không thể ở lại Tấn Thành tôi tôi biết cả tấn thành này đều sợ châu tổng anh chuyện hôm nay bỏ qua đi nhưng nếu cô ta không thể bồi thường cho con tôi thì không xong đâu bác sĩ khương tôi đưa cô về đi đi thôi cô khương cẩn thận sẵn sàng chưa Đi thôi. Sao anh lại ở viện muộn vậy? Cô Trịnh cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Hôm nay tôi đã giúp cô hai lần. Mà cô lại nói với tôi chuyện này à? Cảm ơn anh. Muốn cảm ơn tôi thì cũng được. Vậy thì thay vì mời triển diệp đi ăn tối, thì mời tôi đi. Châu tổng, anh thật sự không khách khí nhỉ? vậy thì quyết thế nhé ngày mai tôi sẽ đón cô sau này cô trách xa triển diệp một chút anh ta tiếp cận cô không có ý tốt gì đâu gì vậy sao giờ cậu mới nghe điện vậy xảy ra chuyện lớn rồi, biết không? Hôm qua tớ phẫu thuật cả ngày, nên tắt nguồn. Chuyện gì vậy? Bây giờ hãy nhanh chóng mở điện thoại lên mạng xem. Người nhà bệnh nhân đã quay lén cậu, còn bóp méo sự thật mà mắng cậu. Giờ trên mạng đều nổ tung rồi, tất cả đều mắng nhiếc cậu. Bà mẹ này lúc đầu đưa con đến viện Tấn An, yêu cầu phẫu thuật, nhưng bị bác sĩ Khương từ chối. Bà mẹ này muốn cứu con mình, nên đã đến một viện tư nhân không đáng tin kết quả tay nghề của bác sĩ không tốt mất máu trong khi phẫu thuật không có y đức vậy lười nhác không muốn làm thêm giờ liền từ chối phẫu thuật mọi người không thấy bác sĩ khương này đẹp sao lâu trên đi chết đi bạn không sợ ngày nào đó người nhà mình gặp phải bác sĩ như này mọi người có để ý bác sĩ khương này là phó chủ nhiệm không chắc chắn có gì đó không ổn mấy tin này đang hot làm đó hay là vài ngày nữa rồi cậu hãng đến bệnh viện không đứa trẻ đó vừa thoát khỏi nguy hiểm ngày hôm qua không biết hôm nay thế nào tôi phải đi xem thử lỡ đồng phương hương lại gây chuyện đưa thằng bé đi thì xong vậy được thôi cậu chú ý an toàn đó nào mọi người mau xem đây chính là cái cô bác sĩ khương xấu xa cô ta suýt giết chết con tôi bây giờ lại còn muốn ỉ thế hiếp người hóa ra là cô ta không ngờ trẻ vậy mà lại độc ác đến như vậy không biết đứa trẻ còn sống không nếu như không sống bắt cô ta đền mạng cũng đáng đúng tránh ra cho tôi. Đừng thấy buồn vì những gì họ nói, họ đều không biết sự thật. Không sao đâu, tôi không ngu ngốc đến thế. Nếu dư luận bên ngoài có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tôi, tôi cũng sẽ không được như hôm nay. Bác sĩ Khương, cô là một bác sĩ, lại từ chối phẫu thuật, cô có nghĩ mình không có ý đức không? Có người nói, cô nhận chức phó chủ nhiệm nhờ ô dù, cô muốn giải thích gì không? Đứa trẻ đó mới mười mấy tuổi, cô không thấy lương tâm cắn rứt à? Ai nói với anh đứa trẻ đã chết? Không phải sao chẳng phải nói xuất huyết nặng không cứu được à? Khiến mọi người thất vọng rồi. Tôi đã cứu đứa trẻ đó rồi, không chết. Với tư cách là một phóng viên, đến việc điều tra sự thật cũng không làm à? Tôi khuyên mấy người nên về nhà sớm, tắm rửa, đi ngủ đi, đưa những kẻ gây rối này đi. Mấy vị người tốt này. Mọi người phải làm chủ cho chúng tôi. Cô ta là một bác sĩ lòng dạ đen tối, cô ta không đồng ý phẫu thuật cho con trai tôi nên mới phải chuyển viện kết quả là đã xảy ra chuyện mấy người phải làm chủ cho con trai tôi bà đừng lo chúng tôi nhất định làm chủ cho bà anh ta đuổi được người đi nhưng không cản được người nói đúng vậy thật là một màn trình diễn lớn anh còn nói giúp bác sĩ khương cô ta suýt giết một đứa trẻ đó tôi không nói thay ai cả tôi chỉ nói sự thật Đồng Phương Hương 45 tuổi Thất nghiệp Đứa trẻ vừa phẫu thuật Không phải con ruột của bà Mà là con riêng Con riêng cũng là con Tôi đâu sai Anh chỉ muốn giúp bác sĩ Khương trốn trách nhiệm Bà không thích đứa con kế này chút nào Nhiều <laughs> lần nói hận không thể khiến đứa bé này chết đi Bà thấy tai nạn xe không thể giết nó Nên muốn bác sĩ phẫu thuật Muốn nó chết trên bàn mổ Bằng cách này, không chỉ có đứa con kế đó biến mất không dấu vết. Và bà còn có thể nhân cơ hội để tống tiền bệnh viện. Tôi nói đúng không? Anh nói vớ vẩn, tôi có nói vớ vẩn hay không? Cảnh sát đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng, nhưng tôi phải nhắc bà, những gì bà đã làm trong phòng cấp cứu chiều nay đều bị CCTV ghi lại rồi, bà thực sự nghĩ rằng chỉ vài câu nói đã có thể đổi trắng thay đen à? Theo chúng tôi đi bác sĩ khương yên tâm tôi đảm bảo họ sẽ cung cấp cho cô một báo cáo chính xác cảm ơn anh tôi sẽ nhớ rõ ân huệ này không có gì cứ coi như đó là quả gặp mặt của anh vốn dĩ hôm nay anh muốn mời em đi ăn tối nhưng có vẻ em không đi được anh đưa em về nhà vậy anh ấy vừa giúp mình việc lớn giờ mà từ chối một việc nhỏ như vậy thì không tốt lắm nhỉ được phiền anh rồi châu tổng hôm nay cũng cảm ơn anh Muộn rồi, anh mau về đi. Hai ngày trước cô giúp tôi ở chỗ cầu thang. Hôm nay tôi giúp cô một lần, hết nợ. Mình đã nói mà, sao Châu Bắc Thâm lại có thể xuất hiện nhanh như vậy? Hóa ra là để trả ơn. Hết nợ cũng tốt. Đi thôi, đừng nói nữa. Chủ tịch, người phụ nữ mà anh bảo tôi điều tra, tôi tra rồi, nói anh nghe, anh không tưởng tượng được bà ta độc ác như nào đâu không cần nữa xin lỗi chủ tịch có người cố tình theo đuôi trên đường nên đến muộn theo đuôi xem ra cái tên khốn triển diệp vì để thể hiện trước mặt bác sĩ khương mà không từ thủ đoạn phần tư liệu này phải làm so gửi cảnh sát cảm ơn anh hôm nay em đã cảm ơn tôi nhiều lần rồi thực sự không cần phải khách sáo vậy nhớ hôm khác đi ăn với tôi em hứa rồi đó được nhất định mời em về đi bác sĩ khương tôi đã gọi cơm tối cho em nhớ ăn nhé yên tâm tôi sẽ không lãng phí thức ăn đâu anh cố tình theo đuổi cô ấy phải không? Đúng, là tôi cố tình làm vậy. Người được Châu Bắc Thâm Anh sự đối xử đặc biệt. Quả thực khác biệt. Đấu thử đi. Xem ai có thể có được cô ấy. Cô ấy là con người, không phải công cụ để phân thắng thua, giả vờ đạo mạo. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô ấy là thật. Châu Tổng, dù thế nào thì hôm nay tôi là người thắng. Tôi cảnh cáo anh tránh xa cô ấy ra. cửa không đóng đèn cũng không mở chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi cô sao thế đau bụng có thuốc không vận khí không tốt hết thuốc rồi anh có thể biết ngay Châu Bắc Thâm không phải người tốt mà. Anh ta không đâm chọc là tốt lắm rồi. Giúp mình mua thuốc mới lạ đấy. Dạ dày đau mà còn chạy loạn. Nhà tôi không có thuốc dạ dày, chỉ có thuốc giảm đau. Cô chịu khó nhé. nước đây nước đây rõ ràng đau dạ dày còn không ăn đúng giờ tôi nhìn cô ấy à không sống lâu được tôi cũng đâu có muốn bình thường phẫu thuật toàn hơn bảy tám tiếng tôi cũng không thể ra ngoài ăn rồi quay lại làm được dọa dạ người đó sau khi tan làm thì gặp đông phương hương nên quên ăn Ừ. Cô thấy ổn hơn chưa? Ổn hơn rồi. Anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Không còn sớm nữa. Ây Tôi vừa giúp cô. Cô liền quay lưng muốn đuổi tôi đi. Tôi đi lấy. Để tôi. Xin chào. Đây là đồ ăn của anh Triển. Sau này đừng bừa bãi ăn đồ có hương vị nặng như vậy. Cô bị đau dạ dày, có cái ăn là tốt rồi. Cô thích triển diệp à? Cô thích triển diệp à? Chúng tôi mới quen được 2-3 ngày. Không thể nói tôi có thích hay không. Tôi bảo cô tránh xa anh ta ra. Không phải chỉ nói xuông. Sau này cô bị đau dạ dày thì ăn cái này được, ngày mai tôi sẽ ăn phần của triển diệp. Tại sao anh lại ăn đồ của tôi? Tôi đã giúp cô việc lớn vậy. Ăn đồ ăn thôi mà cô cũng không đồng ý được rồi, anh cứ ăn nếu muốn. Thật khó ăn anh còn việc gì không nếu không có chuyện gì xảy ra thì khi nào anh sẽ rời đi tôi về đây cô cái gì tôi vẫn muốn biết rốt cuộc tại sao cô lại ghét tôi không có gì mai nói sau anh hai anh xem được tin trên mạng em không sao chứ em không sao anh yên tâm chỉ là tốc độ phát triển của việc này không giống như một người phụ nữ bình thường tùy tiện đăng vài ba video là có thể như vậy vậy đi anh điều tra giúp em nếu như tìm ra người đừng sau chuyện này anh sẽ nói cho em cảm ơn anh anh tìm tội vội như vậy làm gì thế không phải anh nhờ tôi điều tra bác sĩ khương sao tôi vừa có tin thì liên gọi anh Thân phận của bác sĩ Khương ở Trung Quốc Khá thú vị Anh không đoán nổi đâu Nói trọng điểm Bác sĩ Khương này Tên là Khương Vãn Từ nhỏ lớn lên tại thôn Đào Hoa ở Tấn Thành Nhưng anh đừng coi thường cái thôn nó Người ta từ bé đã là học bá Tôi cha được từ bé cô ấy đã học vượt cấp Tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 22 Sau đó đi du học 2 năm Sau đó thì trở về cô ấy tên khương vãn khương vãn tại sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ nhưng tại sao lại không nhớ đã nghe ở đâu nhỉ sau khi trở về trung quốc cô ấy cũng không đi làm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người anh đoán cô ấy đã làm gì cô ấy đi kết hôn không phải chứ anh Sao không phản ứng gì cả khi nghe tin cô ấy kết hôn? Tôi nên phản ứng thế nào? Anh không thất vọng à? Nhưng anh đừng vội thất vọng, mặc dù cô ấy đã kết hôn nhưng tôi phát hiện ra cô ấy đã ly hôn cách đây một thời gian. Cô ấy ly hôn được một thời gian rồi. Anh cũng có chút phản ứng rồi, tôi tưởng anh thực sự không quan tâm. Sao lại ly hôn tôi biết làm sao được, tôi cha được đến đây là tốt lắm rồi. Cô ấy cưới ai vậy? Này, đây chính là vấn đề. Người đàn ông ấy, tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào cả. Người đó chắc chắn không đơn giản. Dù người đó là ai thì nhất định phải tìm ra anh ta. Cô ăn sáng chưa? Chưa chưa ăn. Ê! Uống lúc còn nóng. Anh đặc biệt mang đồ ăn cho tôi đúng không? Cô nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ là muốn ăn nhưng lại gọi thừa một phần. Không ngờ Châu Tổng tốt vậy đấy. Là cô mắt kém, tôi ấy hả? Luôn tốt như vậy. Châu Tổng sáng sớm đã đến tìm tôi không đi cùng cô Trịnh, anh không sợ cô Trịnh ghen sao? Chúng tôi không phải là loại mối quan hệ như cô nghĩ. Con bé chỉ là em gái tôi. Cháu tổng có thể nghĩ vậy, nhưng cô Trịnh có coi anh là anh trai không? Với cả, anh rốt cuộc có biết cô ấy là người như thế nào? Và trong lòng cô ấy nghĩ gì không? Tôi ăn no rồi. Tôi phải thay đồ, đến bệnh viện. Châu tổng cứ tự nhiên. Sao anh vẫn chưa đi? Tôi sẽ đưa cô đi, anh Châu. Tôi đây là đi làm, không phải đi nhà trẻ. Không cần người đưa. Không cần phải cảnh giác với tôi đến vậy. Em nghĩ ai cũng giống chồng cũ của em, làm tổn thương em, không biết trân trọng em. Anh có à. phải đã điều tra ra chuyện mình ly hôn rồi? Ừ đúng rồi. Chính vì tên cặn bã này mà đến giờ tôi vẫn không thích đàn ông anh ta thật sự đã tổn thương em. Anh ta là cơn ác mộng, kết hôn 2 năm, từ đám cưới đến ly hôn, mọi việc đều do trợ lý lo liệu. Anh ta chưa bao giờ liếc tôi một cái, anh thấy anh ta có khốn nạn không? Anh ta là ai, đã lâu quá rồi. Nói về chuyện này có ích gì, chỉ là từ nay về sau tôi không muốn liên quan gì đến hắn. Đối với cha nam thì không thể mềm lòng. Nếu em mềm lòng, tôi sẽ giúp em. Châu Tổng. Anh không phải là thấy tôi ly hôn rồi, nên muốn theo đuổi tôi đấy chứ. Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi làm vậy là vì em đã cứu Duyệt Duyệt. Lại nói. Tình trạng Duyệt Duyệt hiện tại chưa ổn định mà. Thế tôi không phải nên nịnh nọt bác sĩ chính của em ấy sao? Vậy thì vừa hay, dù sao tôi cũng không có hứng thú với anh. Hơn nữa tôi ghét nhất người họ Châu. Anh không đi cũng được. Ngồi chút rồi đi, Nhớ đóng của lại giúp tôi. Đồng Phương Hương là mẹ của con. Sao bà ấy có thể hại con được? Trên mạng đều nói linh tinh thôi. Bà ta không phải mẹ con. Mẹ con mất lâu rồi. Nhóc con, con nhất định muốn tống bà ấy vào tù. Nếu bà ta không làm gì, đương nhiên sẽ không vào tù. Nếu bà ta đã làm rồi, vậy thì đáng lời ba ta. Bố là bố con. Lại không quan tâm sống chết của con. Con muốn con tha cho Đồng Phương Hương. Nếu được chọn, con nhất định sẽ không chọn bố làm bố con thằng mất dạy. Cậu bé vừa tỉnh mà ông lại muốn đánh nó ngất à? Con của tôi liên quan gì tới cô? Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, ở bệnh viện là do tôi phụ trách, nếu còn gây rối, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt ông, ông không lo cho mạng của con mình, nhưng tôi lo cho mạng của bệnh nhân mình. Được được. Cô muốn chịu trách nhiệm phải không? Nếu cô có bản lĩnh thì cô chịu hết đi, hôm nay tôi rời khỏi đây, sẽ không trả cho nó một đồng viện phí nào. Con thằng bất hiếu này, canh cứng rồi đúng không? Có bản lĩnh thì đừng quay về nhà, để cô ta nuôi mày cả đời. Em ổn không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Sau này nếu em thấy không khỏe thì cứ tìm chị, chị là bác sĩ chính của em, sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Chị không cần lo cho em, em không có tiền để thanh toán viện phí. Em biết chị là một bác sĩ nổi tiếng. Phí phẫu thuật chắc chắn rất cao đó là lý do bà ta cố tình nhờ chị phẫu thuật cho em rồi lừa tiền từ đó từ khi rời khỏi ngôi nhà đó em thậm chí không chi nổi phí sinh hoạt với học phí chứ đừng nói là phí phẫu thuật không sao đâu em không phải lo về viện phí chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt còn lại thì giao cho chị thật sao bác sĩ vậy sau khi em xuất viện em sẽ đi làm ngay sau đó trả lại tiền cho chị không đi học thì làm sao kiếm được tiền em tính đi vặn ốc vít ở xưởng sao chị nghe nói em học rất giỏi không nên bị tai nạn này làm lỡ dở về phí sinh hoạt và viện phí thì giao cho chị chị sẽ gọi em thường xuyên việc trả tiền thì đợi khi em đi làm thêm kiếm tiền thì trả cho chị cả gốc lẫn lãi sau nghe chưa chẳng lẽ chị thực sự muốn như lời bố em nói thay ông ấy nuôi em để chị sửa lại chị không nuôi em mà chỉ giúp em thôi được rồi em nghỉ ngơi cho tốt đi nếu em cần gì cứ gọi chị thực ra em sớm đã hiểu kể từ khi bố cưới người phụ nữ đó em đã không còn nhà thật may bây giờ lại có thêm chị nữa cảm ơn chị em mau chóng trưởng thành bác sĩ khương mặc dù cậu bé đó là rất đáng thương nhưng chị giúp cậu ấy trả viện phí cũng thôi đi, giờ còn giúp cậu ấy trả phí sinh hoạt và học phí, chị bị thiệt quá đó. Nếu cậu ta lớn lên có trí tiến thủ thì tốt, nhớ đâu cậu ấy cũng tệ như cha mình thì sao, vậy chẳng phải là hút máu chị à, chuyện vẫn chưa xảy ra. Giờ nghĩ cũng vô ích. Kể cả sau này cậu ấy là một đứa vô ơn, cũng không gây nguy hiểm cho tôi. Giờ cậu bé đang học lớp 12, đó là độ tuổi đẹp nhất. Cậu bé không thể bị hủy vào lúc này, được thôi chỉ là bỏ ra chút tiền để giúp thôi sau này có ra sao vậy là cậu ấy đã tự mình đi bác sĩ khương chị thật tốt em muốn cho chị một phiếu người tốt bác sĩ khương nhân duyên tốt thật cả nam lẫn nữ đều thích gần gũi với cô sao cô ta nói chuyện như đang mắng người vậy mọi người đi trước đi nếu có người làm phiền chị cứ gọi em giúp nhất định sẽ tìm vậy em đi nhé ừm cô điểm tiếu tiểu này nghe lời cô thật Cô bảo cô ấy đi thì cô ấy đi, giống như một con chó vậy. Cô Trịnh nói đùa rồi. Người và chó khác nhau. Miệng người không có cước. Tôi biết cô là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng xin hãy tránh xa anh thâm gia. Nhà họ Châu cực kỳ cao quý, sẽ không muốn con dâu mình ngày ngày cầm dao mổ. Cắt máu thịt người khác. Bác sĩ Khương. Cô và anh thâm không phù hợp. Coi như tôi xin cô, tránh xa anh thâm gia. Cô Trịnh. Xin hỏi cô đang dùng thân phận gì để nói với tôi chuyện này? Cô sẽ không hiểu mối quan hệ của tôi với anh Thâm đâu. Anh Thâm sẽ chăm sóc tôi cả đời, cô biết đó. Anh Thâm đã ly hôn, vợ cũ của anh ấy do chính tay ông nội Châu chọn. Anh Thâm không thích thì cô ta không bao giờ được xuất hiện với thân phận bà Châu. Cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng một cuộc ly hôn đau khổ. Bác sĩ Khương, tránh xa anh Thâm chút đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Vậy có nghĩa là Cô cảm thấy chỉ có cô là phù hợp cả cho Châu Bắc Thâm. Để tôi hỏi cô một câu, anh ấy có biết không? Ông nội có biết không? Họ có đồng ý không? Cô có ý gì ý tôi là? Chuyện đơn phương tình nguyện thì đừng có nói ra. Tránh trở thành trò đùa. Bác sĩ Khương cô không xứng với anh Thâm. Đừng tự mình tìm khổ nữa. Châu Bắc Thâm quả thật phiền phức, nên sớm rời xa anh ta mới tốt, mình phải chuyển nhà đi thôi không thể sống đối diện anh ta thêm nữa. Ừ. Anh hai, tiểu vãn à. Chuyện em nhờ anh tìm, đã có kết quả rồi, quả thực có kẻ đứng sau đang đổ thêm dầu vào lửa. Vậy lên tin tức mới một đêm đã hot như vậy, là trịnh gia à, không hổ là vãn vãn nhà ta. Vậy mà đoán ra rồi, quả thật là trịnh gia, đứng sau làm trò, em chưa từng làm sai điều gì, dĩ nhiên không có kẻ thù, trừ trịnh duyệt duyệt. Không ai hận em đến vậy, trịnh duyệt duyệt này trông thì hiền lành, tốt bụng, nhưng tâm thì ác độc nếu để chuyện của đồng phương hương cứ tiếp tục phát triển thì cũng đủ để hủy hoại em anh không quan tâm kẻ chủ mưu là trịnh duyệt duyệt hay ai nếu trịnh gia đã nhúng tay vào thì gia đình họ cũng nên trả giá rồi hey. xin lỗi nhé bác sĩ khương tài xế không cẩn thận hất vào cô tôi về sẽ trừ lương của anh ta nhưng tại sao tan làm rồi cô vẫn ở bên đường đợi xe vậy phải rồi tôi quên mất cô là bác sĩ bình thường không thuê nổi hồi sáng cô nói linh tinh với tôi, tâm trạng tôi tốt nên không để tâm, nhưng cô nhiều lần gây rối sẽ phải trả giá thôi. Cô giận rồi sao, bác sĩ Khương, nhưng nếu cô cứ muốn tiếp cận anh thâm, sẽ còn gặp nhiều chuyện, càng xấu hổ hơn nữa. Cô là bác sĩ chính của tôi, có thể coi là gián tiếp cứu mạng tôi, tôi sẽ không làm gì cô. Nhưng không phải ai cũng giống tôi. Một số người, thủ đoạn độc ác. Nếu cô cản đường họ, nói không chừng sẽ để xe cán qua cô. Ừm, Chẳng qua chỉ là một bác sĩ tay đầy máu. Có gì mà tự hào. Lái xe về nhà. Kể từ khi mình bám vào cái cây lớn châu Bắc Thâm, sự phát triển của công ty giống như cưỡi trên tên lửa. Từ một công ty nhỏ đáng nhắc đến, lại trở thành một công ty niêm yết nổi tiếng. Nếu con gái cưng của mình có thể gả vào châu gia, không chừng danh sách Fox sẽ có tên của mình. Ha ha ha. Không có phép tắc vậy, và không có cửa. Xin lỗi trịnh tổng. Công ty xảy ra chuyện rồi. Công ty đang lớn mạnh sao lại xảy ra chuyện có kẻ nặc danh lên mạng tố cáo nghi ngờ trịnh thị trốn thuế lừa đảo tài chính và các vấn đề khác người đó không chỉ đưa ra bằng chứng và còn đăng trên nhiều tài khoản lớn khác nhau cái gì không thể hoàn toàn không thể nào nhưng trịnh tổng đối phương đã đăng bằng chứng lên mạng đều là vu khống cả tôi đã giấu kỹ tất cả đến duyệt duyệt cũng không biết căn bản không ai có thể lấy được bằng chứng này nó chắc chắn giả nhưng báo cáo đã hot lên trong đêm bây giờ nó đã lên tìm kiếm hot rồi mau tìm người gỡ xuống đi nói với bộ phận công chúng. Đồng thời gửi thư luật sư đi, có người đổ oan cho tôi. Vâng tôi đi ngay, đi đi. Tôi đây, anh nói đi. Trịnh Tổng, lại có chuyện lớn rồi, lại xảy ra cái gì? Bên kia phái người đến rồi, đã đến công ty rồi. Hả? Chủ tịch, hôm nay tâm trạng không tốt, từ sáng đã mắng tất cả mọi người ở các phòng ban. Bên thị trường vừa mới ra, anh Ngô, hãy là tí nữa anh hãng vào. Tôi cũng không muốn, vào ăn mắng nhưng cô Trịnh đã đến rồi, đang đợi dưới tầng, tôi không đi được không được. Trợ lý Ngô, anh biết gần đây chủ tịch xảy ra chuyện gì không? Gần đây chủ tịch đang bị tình yêu cuốn lấy. 60 triệu thành giao. Đôi bông tai hoàng gia này thuộc về châu Tổng. Xin lỗi cô, đôi bông này là dành cho cô ấy. Cảm ơn. Tránh ra cho tôi. Đừng buồn vì mấy lời họ nói. Tình yêu nào cơ sao tôi nghe được bị tình yêu cuốn lấy. Chủ tịch lúc kết hôn còn không thèm để tâm vợ. Sao bị tình yêu cuốn lấy được? Trợ lý ngô, anh vừa nói gì vậy? Tôi không nói gì cả. Tôi vào gửi báo cáo đây. Đừng có bàn luận linh tinh. Chủ tịch, đây là báo cáo tài chính anh muốn. Bên trịnh thị xảy ra chuyện rồi. Nói tiếp đi trịnh gia bị tố cáo trốn thuế bằng chứng rõ ràng trịnh thành hoa đã bị bắt đi cô trịnh đã ở dưới tầng chờ một lúc rồi khóc nói muốn gặp anh đại khái là muốn nhờ anh giúp trịnh thị anh muốn gặp thôi nói với em ấy hôm nay tôi không rảnh cứ đưa cô ấy về đi được còn nữa anh đi điều tra giúp tôi người đó là ai sao đột nhiên anh ta lại nhắm vào trịnh thị nếu nói anh ta hãm hại trịnh thị thì giúp trịnh thị đi vâng Bác sĩ Khương hôm nay tan làm đúng 6 giờ. Chắc rảnh, để đi ăn với tôi chứ. Em còn nợ tôi một ân tình, đã để đó lâu lắm rồi đấy. Ăn xong bữa này chúng ta không còn nợ nhau nữa. Tại sao em lại thờ ơ với tôi như vậy? Lẽ nào em để ý đến Châu Bắc Thâm? Tôi không thích anh ta, không mẫu thuẫn với việc, không thích anh. Đừng vội từ chối tôi, ít nhất hãy cho tôi một cơ hội. Bây giờ chúng ta làm bạn bè trước. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ bất ngờ thích tôi. Đi. Lên xe, tôi mời em đi ăn. sao mình lại cảm thấy chột dạ khi bị Châu Bắc Thâm thấy nhỉ? Không đúng, sao mình phải chột dạ? Đã sớm không liên quan đến nhau rồi, đi tôi mời em đi ăn. Cô Khương Vãn này thông minh đấy. Không chỉ khiến cậu để ý cô ấy, ngay cả cái tên mặt hổ triển diệp đó cũng bị mê hoặc. Là cô ấy ngốc. Tôi sớm đã nói với cô ấy triển diệp không? Làm sao cậu biết cô ấy ngốc? Không chừng cô ấy thích. Mộ Dung Phi, ơi! cậu xem trời sắp tối rồi. Khương Vãn lại lên xe của Triển Diệp, có khi tối họ lại xảy ra chuyện gì đó, tôi nghe nói phụ nữ bên cạnh Triển Diệp ngày nào cũng đổi người. Không có ai mà anh ta không gạ được, dừng xe. Cậu đi xuống, tự mình về đi. Tôi còn có việc, cậu đi đi. Lượn đi, phiền phức, cậu hay thật châu bác thâm. Trọng sắc khinh bạn, cậu cậu qua cầu rút ván. Không định mời tôi lên ngồi chút sao? Không đâu, anh Triển. Đã muộn rồi, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn tối nay. Được, về đi. Ngủ sớm nhé. Cậu chơi đủ chưa? cô ấy không phải người anh có thể tùy tiện đùa cợt. Sao Châu Tổng biết được tôi không chân thành? Anh là muốn, triển ra anh biến mất sao? Giờ anh đang định vì một người phụ nữ mà ra tay với. Triển ra à? Tiểu Vãn đã nói. Cô ấy không để ý anh. Cô ấy không để ý đến tôi lẽ. Nào lại để ý đến anh. Tôi nghĩ Tiểu Vãn đối với tôi cũng có ý gì đó. Sao lại là anh chứ, nếu không thì em nghĩ là ai? Nếu Châu tổng không có việc gì thì về đi, tôi muốn đi ngủ. Châu Bắc Thâm, anh như vậy là đột nhập vào nhà riêng. Anh ra ngoài ngay. Tôi bảo em đừng ở gần triển diệp như vậy. Sao em không nghe lời? Anh có quyền gì mà bắt tôi làm vậy? Em nói em không thích họ Châu lẽ nào em thích triển diệp châu tổng tôi không thích người họ châu tôi càng không thích người tên châu bắc thâm em nói lại xem tôi không thích tôi châu bắc thâm Sao em luôn không thích tôi vậy? Châu Bắc Thâm, trước đây khi tôi lọt vào mắt anh, anh coi tôi như rác rưởi, muốn ném sang một bên, bây giờ anh nhất thời có hứng thú với tôi. Anh nghĩ tôi nên lao vào vòng tay anh à? Tôi không phải thú cưng mà anh nuôi có thể tùy ý âu yếm tùy ý bỏ rơi tôi thừa nhận rằng tôi có hứng thú với em nhưng em chơi trò lặt mềm buộc chặt này nhiều cũng sẽ chán thôi bây giờ chỉ cần em gật đầu tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái hôn vừa rồi tôi sẽ đưa em về nhà nhưng tôi không thích châu bắc thâm tôi không thích anh không thích anh không thích anh, không thích anh nếu trước đây tôi nói chưa đủ rõ ràng vậy giờ tôi nói đủ rõ ràng rồi chứ tôi không thích anh khoảng cách giữa chúng ta tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại như ý em muốn cậu bảo không đến mà. Vừa lúc nãy vứt tôi xuống xe, chuyện cần làm đã xong chưa đi tìm Khương Vãn rồi. Này có chuyện gì vậy? Sao cọc cần vậy, lại cãi nhau ở chỗ Khương Vãn giờ muốn, chút giận lên tôi à? Hay là Khương Vãn để triển diệp đắc sủng rồi? nói đi chuyện chồng cũ có cha nữa không không cần nữa điều tra tiếp thì sẽ thành nhất định phải là cô ấy rồi đại gia ngày cuối cũng cũng nghĩ thông rồi vất vả cho anh rồi giữa trưa lại giúp tôi chuyển nhà tí nữa xuống thì đợi tôi chút tôi đi mua chai nụ ốc cảm ơn cô chỗ này cũng đẹp đó sao lại muốn chuyển đi vậy chuyện kể dài lắm tôi gặp chút chuyện tôi không thích tôi châu bắc thâm Cố tình chọn lúc Châu Bắc Thâm không có nhà để chuyển nhà, mà sao vẫn đụng phải anh ta vậy? Người đó là ai vậy, trông có vẻ khó sống chung. Tôi thấy anh ta như vậy mới dễ sống chung nhất. Phải rồi bác sĩ Khương, cậu bé đó hồi phục rất tốt. Qua vài hôm nữa có thể về dưỡng bệnh rồi. Cô có muốn đi gặp cậu ấy không? Sáng nay cô không đến. Cậu bé cứ hỏi về cô. Không sao là tốt. Không cần đi thăm. Cậu bé thật sự đáng thương. Bố cậu ấy thật sự không thèm quan tâm con. Vừa nãy bố cậu ấy đến đây. Nói rằng cậu ấy đã đủ 18 tuổi. Thế người. mà lại lấy ra thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ. Yêu cầu cậu bé ký. Cậu bé có ký không? Em ký rồi. Em. Chị à em biết mình đang làm gì. Em sẽ sớm trưởng thành để tự bảo vệ mình và bảo vệ bảo vệ cả. Bảo vệ cả những người khác. Vậy thì cậu nên cố gắng học tập để vào một trường đại học tốt. Chị yên tâm. Em nhất định sẽ không phụ lòng chị. Chị có gì mà phải phụ lòng chứ. Em phải đối tốt với chính mình. Em sẽ làm vậy. Vậy lúc em xuất viện, chị có tiễn em không? Có tiến có tiễn mà mọi người sẽ đến tiễn em đúng không bác sĩ khương nhưng bố cậu không cho cậu về nhà mặc dù bác sĩ khương hỗ trợ em học phí nhưng em định ở đâu chị đừng lo lúc đó sẽ có cách thôi chắc sẽ có thôi nghĩa là chưa có rồi em cũng không thể lưu lạc ngoài đường được vừa hay chị có một căn nhà trống em chuyển đến ở trước đi lúc nào vào đại học thì chuyển đi sau bác sĩ khương cậu bé lâm hạo nam đó đáng thương như vậy chị cũng không nhẫn tâm để cậu bé sau khi xuất viện đơn độc một mình đến quần áo chị đã đưa có tiền thể rồi, tự mua nhưng không thể mua sự quan tâm nhìn cậu bé như vậy đâu giống người sẵn sàng bỏ tiền cho bản thân hơn nữa cậu bé còn có lòng tự trọng rất cao lúc chị không ở đây cậu bé không buồn nói một lời nhưng nhưng gì chứ đã đến đây rồi, cứ lấy vài bộ quần áo đi. Này, đợi một chút. Em không sách nổi nữa. Điền tiếu tiếu là em nói tiện tay mua hai bộ. Sao không dọn cửa hàng của người ta luôn đi? Chẳng phải vì thấy cậu bé đáng thương, muốn giúp cậu bé chút sao. Mà không phải chị nói cậu bé học rất giỏi à, còn nổi tiếng cả thành phố. Đợi đến khi cậu bé thành công, em cũng có một phần công lao nghĩ thôi cũng thấy tự hào rồi không sao để em bác sĩ khương mua nhiều quần áo nam vậy quả nhiên không thiếu đàn ông anh thâm xem xem còn có đồ ngủ nam nữa có vẻ như bác sĩ khương gần đây đã có bạn trai rồi duyệt duyệt đi thôi ây anh thâm anh không tò mò bạn trai của bác sĩ khương là ai à Chẳng lẽ anh chàng mạnh mẽ triển thiếu? Cô Trịnh, cô biết quan tâm người khác vậy. Sao cô không quan tâm đến nhà mình đi? Bố cô sắp vào tù đến nơi rồi. Cô còn có tâm trạng dành đàn ông à? Cô còn có tâm trạng dành đàn ông à? Làm sao cô biết? Trên mạng nhiều tin như vậy. Tất nhiên là tôi biết. Hơn nữa, cô Trịnh, cô nên hiểu rõ sức mạnh của Internet hơn bất kỳ ai khác có phải không? Trên mạng đều là lừa đảo. Bố tôi sẽ không vào tù. Cô không cần nói với tôi. Đi nói với thẩm phán ấy. Anh Thâm, anh nhất định phải giúp nhà em, bố em sẽ không phạm pháp đâu. Anh Thâm, anh phải cứu bố, Duyệt Duyệt. Anh chỉ tin vào chứng cứ. Em biết rồi. Vậy còn bác sĩ Khương thì sao? Anh có muốn quản không? Tên triển thiếu đó là một tay chơi, sẽ không chịu trách nhiệm với cô ấy đâu. Không phải việc của anh bức ảnh cô trịnh thân mật bám lấy cánh tay của thiếu gia đều đã được xử lý rồi trên mạng cũng chưa làm rầm rộ tin này tất cả đều bị nén xuống rồi trịnh gia bí mật chụp những bức ảnh này chính là muốn dựa vào nhà họ châu để làm lưu mờ chuyện nhà của họ buộc bắc thâm phải giúp nhà họ trịnh xử lý chuyện này hung nếu thằng bé còn giữ lý trí thì đã không cùng trịnh gia dây dưa nhiều năm như vậy cũng sẽ không ly hôn với tiểu vãn ông nội ông tìm con à lúc trước là bởi vì trịnh duyệt duyệt mà ly hôn bây giờ lại bị người ta chụp lén được thiếu chút nữa đã lên đầu báo rồi nhóc con con thực sự muốn cưới cô ta à ông nội tôi chỉ coi duyệt duyệt như em gái của mình hôn nhân cần phải duy trì tình cảm tôi sẽ không cưới người con không thích dựa vào cái tính này của con con có thể thích ai chứ một cô bé tốt như vậy con cũng không thích lại còn ly hôn với người ta với cái đức tính này thì khi nào ông mới có thể ôm chất của mình đây nếu như chưa ly hôn thì thì đứa chất đích tôn của ông đã biết mua nước tương rồi cháu biến đi cứ nhìn thấy cháu là ông lại tức giận ông nội đừng giận vậy cháu đi trước ông chú ý sức khỏe đó cút, cút cho xa vào. Chú Ngô, sao chú lại đến vậy? Cô Khương đã lâu không gặp. Lão gia thực sự nhớ cháu. Muốn mời cháu tối nay dùng cơm. Nên bảo chú đến đón. Mấy ngày trước, vừa tát cho chú bác thần một cái. Mãi mới vạch ra được một danh giới với anh ta, không bao giờ gặp lại. Lỡ đến châu ra lại đụng phải anh ta thì không tốt đâu. Chú Ngô, cháu không qua được đâu cô khương lão gia thật sự nhớ cô xin lỗi chú ngô được rồi vậy tôi đi trước nhưng hoan nghênh cô đến thăm lão gia bất cứ lúc nào sao vậy lão gia làm sao cơ ông nội sao vậy chú ngô lão gia đột nhiên bị đau đầu bác sĩ cũng không có ở nhà tôi phải quay lại nhà xem ông ấy ngay Chú Ngô, cháu đi với chú. Vậy, được thôi. Ông nội, cháu đã đọc báo cáo sức khỏe của ông. Sức khỏe của ông rất tốt. Không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Ưng ừ, tốt hơn rồi. Ông bảo nhà bếp chuẩn bị món cháu thích. Cháu ở lại cùng ăn cơm với ông nội đi. Vâng. Tôi vừa nhận điện thoại từ nhà chính nói lão ra bị đau đầu đã đến viện chưa thế nào rồi anh yên tâm lão già vẫn ổn vợ cũ của anh đã đến thăm ông ấy tinh thần ông ấy liền tốt hơn một người nhà quê như cô ta sao bằng bác sĩ được đuổi cô ta đi tôi phải đích thân đến đưa ông đến viện vậy có còn cần xử lý vợ cũ của anh không lần trước đưa cô ta tiền thì không cần có vẻ cô ta vẫn đang nhắm vào vị trí bà châu đó vậy nên mới thường xuyên đến tìm ông nội anh lấy một cái thế ngoài ra thêm hai căn nhà nữa. Chuyển hết sang tên cô ta. Nếu đã cắt đứt thì phải làm cho sạch sẽ. Cô ta đã lợi dụng ông một lần rồi. Tôi không muốn cô ta lại lợi dụng ông nội lần nữa. Lần trước, chuyện của Giang Gia. Ông nội không thể giúp gì. Sau này con nhớ thường xuyên đến thăm ông. Có chuyện gì thì cứ nói với ông. Dù con đã ly hôn với tên nhóc bác thầm đó, nhưng ông nội vẫn coi con như cháu dâu. Ông à, ông vẫn còn chưa có cháu dâu đâu xong châu bắc thâm đã về rồi nếu cháu đã về rồi thì ngồi xuống cùng ăn cơm đi đã hơn hai năm rồi hai bạn cũng chưa dùng bữa với ông tiểu vãn mau ra ăn cơm Chào buổi tối, Châu tổng. Khương Vãn. Cô đừng có đổi chủ đề. Cô tức giận rồi sao? Sao cô ghét tôi? Tôi chỉ thấy Châu tổng không xứng với tình cảm của vợ cũ, đã ly hôn rồi còn bị người khác nói xấu sau lưng. Vợ cũ của anh ấy là một cô gái nhà quê, họ không phù hợp chút nào cả. Châu tổng anh cũng cảm thấy vợ cũ như vậy à tôi không thích người họ châu càng không thích người tên châu bác thâm lúc trước anh không nghĩ đến vậy mà lại là em cái gì mà con bé tiền vãn không phải là vợ cũ của con sao con có thể nói chuyện tử tế không vậy bây giờ tôi nên gọi em là bác sĩ khương cô khương hay là Vợ cũ, Châu tổng nếu đã ly hôn lâu vậy rồi, anh vẫn nên gọi tôi là bác sĩ Khương như trước thì hơn. Được rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ta không biết con về đột ngột vậy, nên dặn nhà bếp làm toàn những món Tiểu Vãn thích. Không sao, chỉ cần Vãn Vãn thích ăn là được. Tiểu Vãn, đến ngồi cạnh ông nội nào. Ngồi bên này đi. Mời bác sĩ Khương. Ông con chợt nhớ ra mình có việc gấp cần làm. Con đi trước đây, lần sau sẽ ngồi với ông. Sao? Giờ biết tiếc nổi tiểu vãn rồi. Đáng tiếc hiện tại đã ly hôn rồi. Chỉ cần là thứ con muốn thì, chưa từng có thứ gì không đạt được. Chủ tịch, vị trí căn nhà tôi đã chọn được rồi. Cần tôi liên lạc với vợ cũ của anh đến giải quyết không? Không cần nữa chẳng lẽ cô họ khương đó muốn thả dây dài câu á lớn dựa vào châu lão ra mà ép anh tái hôn với cô ta ngô tiêu đã cha lâu vậy rồi vậy mà chuyện cô ấy ở ngay trước mặt tôi anh cũng không biết sao cái gì cơ ở trước mặt anh bác sĩ khương cô khương khương vãn ba cái tên này anh không thấy lạ sao lẽ nào cô ấy là vợ cũ của anh chuyện này là không thấy vợ cũ của anh cô khương kia rõ ràng là người quê nhưng bác sĩ khương là một bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng quốc tế còn là đệ tử cuối cùng của ông tô thế mà lại cùng một người ai anh thâm anh hãy giúp em đi công ty của bố em bố em đã phạm pháp ông ấy nên chấp nhận trừng phạt chuyện này em nên hiểu rõ chứ nhưng anh thâm em nếu lần này giống như lúc trước thì anh có thể giúp em nhưng lần này là vi phạm pháp luật nhưng anh thâm duyệt duyệt em nên thấy mừng vì có thể nộp bù thuế nộp tiền phật chỉnh đốn lại tài vụ của công ty bố em có thể không phải ngồi tù nhưng lần này tiền phạt rất lớn bố em nói không thể nộp nổi chỉ là vài trăm triệu mà thôi em nghĩ trịnh gia thật sự không nộp nổi sao anh thâm người duy nhất em có thể dựa vào là anh duyệt duyệt em lớn rồi nên có những suy nghĩ của riêng mình không phải bố em nói thế nào là sẽ thế đó em hiểu không em hiểu rồi anh thâm chuyện này em sẽ để bố em tự giải quyết em sẽ không động tới ngô tiêu đưa duyệt duyệt về đi vâng còn nữa hệ thống an ninh của công ty cũng đến lúc nâng cấp rồi. Đã rõ. Cô Trịnh, để tôi tiễn cô ra ngoài. Nhìn xem, cô Trịnh đi thang máy dành riêng cho chủ tịch, còn do đích thân trợ lý ngô tiễn. Chẳng lẽ cô ấy chính là vợ chủ tịch à? Có thể đó, hôm trước còn có ảnh chụp hai người họ khoác tay nhau đó. Wow! Khương Vãn không cần biết cô có phải là vợ cũ của anh Thâm không. Tôi cũng sẽ không để cô cướp anh ấy. Vị trí vợ chủ tịch chỉ có thể là của tôi. Vãn vãn, Hôm nay tớ đột nhiên gặp chút rắc rối, không thể đi với cậu được. Tớ đã gọi đồ hết rồi. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ còn rắc rối hơn việc tớ bị Châu Bắc Thâm phát hiện danh tính à? Thật sự xin lỗi cậu, tôi không thể đến được. Được rồi, nếu lần sau cậu để tớ leo cây thì nói sớm chút nhé. Nhiều đồ thế à? Châu Tổng Tôi không ghép bàn, anh đổi bàn đi. Bữa cơm này anh mời em. Tiền ăn một bữa cơm tôi vẫn có đủ, không làm phiền châu tổng tốn tiền. Này tiểu phán. Chúng ta nói chuyện chút đi. Anh muốn nói gì? Nếu anh không phát hiện ra em là vợ cũ của anh, thì em định giấu đến bao giờ đây một đời à? Biết hay không, thì có vấn đề gì sao? dù sao chúng ta cũng là người xa lạ, vậy nên. Đây là lý do tại sao em luôn ghét anh à. Anh bỏ tay ra trước đi, tôi sẽ nói cho anh. Chính là lý do này. Dù chúng ta đã kết hôn, nhưng không có cảm tình gì cả. Thậm chí đến lúc ly hôn cũng không gặp mặt. Có gì sai khi tôi ghét anh à? Vậy anh phải làm gì em mới nguôi giận đây? Hai năm trước đó anh thực sự không biết. Không biết, không biết tôi trông ra sao, hay không biết, tôi không thu tục như anh nghĩ. Vậy thì nếu anh nói những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, đều không tính, bắt đầu lại từ đầu. Nếu chúng ta đã ly hôn, thì nên tự con đường riêng của mình. Không nợ gì nhau, rất ổn mà. Anh sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ về nó. Nhưng những gì lần này nói sẽ không được tính. Chúng ta không phải kiểu quan hệ có thể ngồi nói chuyện với nhau. Cô Trịnh, cô có chuyện gì thì mau nói đi, tôi phải ăn tối nữa. Bác sĩ Khương và anh Thâm có vẻ như có mối quan hệ rất tốt. Anh Thâm bận vậy, vẫn có thời gian đến ăn với cô. Anh ấy vừa rời đi, nếu không để tôi gọi cho anh lại, hai người cùng ăn cơm, không cần. Đừng gọi anh Thâm trở lại, chúng ta nói chuyện, không cần làm phiền anh ấy là do tôi thiếu cảm giác an toàn anh thâm ưu tú như vậy tôi khó tránh việc lo rằng anh ấy sẽ yêu người phụ nữ khác nếu bác sĩ khương không thích anh thâm hãy khẳng định lại với tôi chỉ cần cô tránh xa anh thâm tôi sẽ không làm cô mất mặt cô trịnh thay vì đến cầu xin tôi sao không đi hỏi châu bắc thâm tôi chưa bao giờ chủ động cả nhưng nếu cô không cho anh ấy một cơ hội nào người kiêu ngạo như vậy sẽ không cúi đầu mà tìm cô vì vậy Ý cô là tôi ngoài mặt chối nhưng trong lòng muốn. Tôi đang bám lấy anh ta. Coi như tôi xin cô, bác sĩ Khương nếu cô muốn tiền. Tôi cũng có thể cho cô, miễn là cô tránh xa anh thâm. Làm ơn, đừng chia cắt chúng tôi. Tôi thực sự rất yêu anh ấy. Cô hình như đã có vấn đề về tâm thần rồi. Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại. Lẽ nào sau này bất cứ người phụ nữ nào xuất hiện, cô đều muốn chất vấn sao. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không đứng dậy. Được, cô đồng ý rồi. Cô muốn quỳ thì quỳ. Dù sao, người xấu hổ không phải là tôi. Khương Vãn tôi sẽ không để cô được sống yên đâu. Cô vẫn không hứa với tôi. Hay cho cô Khương Vãn này. Cô chính là có ý với anh Thâm, còn cố tình giữ anh ấy lại. Tôi cho cô biết, anh Thâm là người của tôi. Cô không thể chạm vào anh ấy. Nếu cô đã thâm độc xảo quyệt như vậy, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. tiền không thành vấn đề. Chỉ cần Khương Vãn thân bại danh liệt. Ba ngày ban mặt không đi làm, ở đây đang làm gì, ngắm cảnh à. Này bác thâm, cậu ổn chứ? Tôi ổn, lẽ nào? Vẫn là vì Khương Vãn đó. Tôi nói rồi. Cô ấy nói, đã ly hôn rồi còn nói. Đừng bao giờ gặp lại. Cậu kết hôn với người ta 2 năm cũng không thành gặp mặt. Người ta thấy khó chịu là bình thường. Chỉ là lâu rồi cậu chưa có cô gái nào bên cạnh, hay là thế này, tôi mới quen vài người, giới thiệu cho cậu nhé. Cậu lượn đi. Nếu sau này không có chuyện gì thì cậu đi gây rắc rối cho Triển Diệp đi, đừng gây rắc rối cho tôi, được không? Chẳng lẽ cậu thật sự yêu Hương Vãn? có lẽ vậy anh đừng ép nữa sao lại là anh nếu không thì cô nghĩ là ai Anh tìm ai vậy? Xin lỗi, tôi quên mất cô ấy chuyển đi rồi. Anh là ai? Anh quen chị Khương Vãn à? Khương Vãn chị. Chị Khương Vãn nói sống ở đây bất tiện. Gặp xui xẻo nên để tôi tạm thời ở đây. Gặp xui xẻo. Cô ấy đã tự mình nói hả? Anh đừng quản giờ cô ấy ở đâu nếu anh thân với chị ấy thì chị ấy sẽ nói cho anh nếu chị ấy không nói nghĩa là hai người không thân lắm vậy tôi cũng không nói khương vãn em thật đúng là người tốt đấy hôm qua mình để cậu leo cây nên hôm nay mình đặc biệt đưa cậu đến quán trả thế nào cô khương có thể tha thứ cho tôi không được rồi được rồi tha thứ cho cậu phải rồi cậu với châu bắc thâm thế nào rồi sau khi anh ta biết cậu là vợ cũ của mình lại không làm khó cậu à mình biết rồi chẳng lẽ anh ta đã yêu cậu rồi sao không biết nên làm gì với cậu ai biết anh ta nghĩ gì không phải việc của tớ không liên quan gì đến cậu à cho dù anh ấy không phải là chồng cũ của cậu thì cũng là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái đó biết không nếu đã là chồng cũ thì mình càng không quan tâm rồi mình đi rửa tay đi cùng đi có thấy không? vì người phụ nữ này mà tôi bị người nhà mắng thậm tệ, còn bị cả châu gia và triển gia nhắm tới. yên tâm đi. a à, tiểu vãn, mấy người làm gì vậy? bạn đang làm gì vậy? bạn đang làm gì thế tiểu vãn? cảnh sát phải không? tôi muốn báo cảnh sát, bạn tôi bị bắt cóc rồi. này này tôi vẫn chưa lên xe mà là người anh sắp xếp sao không phải tôi cũng không biết chuyện gì mẹ ơi sao chuyện này lại đập vào đầu tôi vậy thuốc là tôi bỏ lại bắt cóc người của tôi đi cậu nhìn gì thế tìm người đi chủ tịch anh làm sao vậy vừa nãy đột nhiên tìm đập nhanh. Anh nói đi chuyện gì? Cô Khương bị bắt cóc rồi. Anh nói gì? Cô Khương bị bắt cóc, không rõ tung tích, chỉ biết chỗ xảy ra vụ bắt cóc, lập tức kiểm tra tất cả hệ thống giám sát ở đó. Nhanh lên. Chết tiệt, mình bị bỏ thuốc rồi. Bây giờ mình không còn sức gì cả. Người phụ nữ này cũng xinh đấy. Kèo này cũng ngon đó. Không chỉ có tiền, còn có thể chơi gái, cẩn thận. Chúng tôi đã bắt cóc cô ta trên đường. Có lẽ cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi, anh sợ cái gì, sao có thể nhanh vậy, chúng ta chỉ cần hủy đi sự trong sạch của cô ta, quay phim đi. Chuyến bay vào buổi tối mà. Mấy người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Người đẹp, chúng tôi không những không lấy mạng cô. Chút nữa còn làm cô dục tiên dục tử. Ai sai mấy người làm việc này? Đã đưa bao nhiêu tiền, cô không cần biết chuyện này. Tôi sẽ đưa cùng một mức giá. Để tôi đi. Mấy người còn không cần phạm pháp. Ha ha ha. Cô chỉ là một bác sĩ ở quê, người đó đã cho chúng tôi 3 triệu tệ, cô sao trả nổi giá đó, chút nữa sẽ đỡ bị tổn thương. Đại ca sao rồi? Tiền nhận được rồi. Ba vị đại ca, Châu Bắc Thâm, Khương Vãn ở đâu? tôi không biết khương vãn là ai còn không thừa nhận ha ha đầu bếp phía sau đã khai rồi là mày hạ thuốc khương vãn tao hỏi lại lần nữa khương vãn đang ở đây không ở chỗ tôi ây ây này anh tao hỏi lại lần cuối khương vãn ở đâu thực sự không ở chỗ tôi là tôi hạ thuốc cô ấy nhưng một nhóm người khác đã bắt cóc cô ấy trước tôi thề tôi thề tôi nói sự thật thật mà tôi tưởng cô ấy chỉ là một bác sĩ nhỏ tôi không ngờ cô ấy là người phụ nữ của anh nhưng anh đừng có mà quá đáng tôi có bố tôi bảo vệ tôi đấy Châu Bắc Thâm. Anh đoán xem nếu tôi cứu Khương Vãn trước, cô ấy có lấy thân báo đáp không? Mọi chuyện phải chờ xem ai tìm được trước. Anh thấy đấy, tay tôi đều bị trói rồi, không thể chạy. Tôi đã có vấn đề về mắt từ khi còn nhỏ. Không thể đeo miếng che mắt quá lâu. Hay là mấy anh, xem có thể tháo bịt mắt không. Được rồi, dù sao chút nữa lúc hành sự, cô cũng có thể thấy. Tôi thích nhất người phụ nữ dưới thân tôi. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, ha ha ha. Được rồi. Lão nhị, hành sự đi. Tôi sẽ quay video cho anh. Lão Tam đi ra cửa canh đi. Này này, tôi không thể đợi được nữa rồi. Chạy đi, để xem mấy người chạy đâu. Hai người là ai? Để chúng tôi đi. Chúng tôi không làm gì cả, mấy người không có tư cách đàm phán, thả người ra. Tôi nói mấy người bắt ai không bắt, cứ phải bắt Tiểu Vãn của tôi, chán sống rồi à? Tôi nói lần nữa, thả người ra. Hai vị, chúng ta chỉ cầu tài không hại người. Tôi có thể thả cô ấy nhưng phải đồng ý hai điều kiện. Nói đi. Người chủ đã cho chúng tôi 3 triệu, anh phải cho chúng tôi 6 triệu. Ngoài ra, chúng tôi thả cô ấy đi, các anh để chúng tôi đi. Tiền đã được chuyển. Mau thả cô ấy ra, đừng lo, tiền đã nhận, chúng tôi chắc chắn sẽ thả cô ấy, nhưng phải đợi chúng tôi đến một nơi an toàn. Đưa chìa khóa xe đây. Đi thôi. Tôi biết anh không thiếu tiền, miễn là chúng ta rời đi an toàn, sẽ thả ngay. Đưa chìa khóa xe. Cho hắn đi. tránh đường để chúng tôi đi. À. Nói anh biết tôi là bác sĩ, biết động mạch ở đâu, ngoan đi. Tôi không cử động. Vãn Vãn, em có ổn không? Tôi ổn tay của anh, tay anh không sao, em ổn là tốt rồi. Tiểu Vãn, may mắn là em không sao, ông đây còn chưa theo đuổi được em nữa. Tôi sẽ bắt ba tên khốn này phải trả giá. Không cần, để pháp luật trừng phạt đi. Giờ gọi ngay cho người thuê các người đi. Không nghe thấy sao? Không gọi cũng được sớm muộn gì tôi cũng tìm ra anh thú nhận bây giờ là cơ hội duy nhất để anh được khoan hồng gọi đi tôi gọi tôi gọi chuyện xong rồi à gửi cho tôi video chưa chưa xong rốt cuộc đã xong chuyện chưa lấy tiền của tôi mà lại không làm được việc tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu tôi chuyện này cô trịnh tôi e rằng cô không có cơ hội này rồi cô trịnh gì chứ cô là ai nhận nhầm người rồi e rằng không ai quen với giọng nói này hơn anh phải không anh không biết em ấy sẽ làm vậy Cô Trịnh của Châu Tổng thực sự là một người có trái tim rắt rết. Nói với cô ta. Thù này tôi sẽ tự mình báo. Nhận tiện, viết giấy nợ. Tôi không thích nợ người khác, 6 triệu. Tôi sẽ trả lại. Triển <laughs> thiếu. Phiền anh cho tôi đi nhờ một đoạn. Sẵn sàng đón tiếp có vẻ như trong mắt tiểu vãn. Tôi vẫn đáng tin cậy hơn. Không sao chứ. Không sao. Chắc là của châu bác thâm. Sắc mặt em không tốt lắm. Tôi đưa em về danh thần tôi không còn sống ở đó nữa có vẻ như em thực sự ghét châu bắc thâm để tránh anh ta đến nhà cũng chuyển đi nhưng có lẽ anh ta không biết về vụ bắt cóc nhưng trịnh duyệt duyệt là người của anh ấy trịnh duyệt duyệt động thủ thì coi như anh ta động thủ tôi còn tưởng em sẽ mủi lòng chứ dù sao anh ta cũng vì cứu em mà bị thương khoảnh khắc cầm mũi dao ấy anh ta không hề do dự tôi biết nhưng chuyện gì ra chuyện đó lúc nãy chỉ thiếu chút nữa là cô ấy mùi lòng rồi chỉ một chút may là nhanh chóng tỉnh táo bị phát hiện rồi mình phải làm gì đây anh thâm tin mình thì sẽ không sao đâu đúng vậy mình phải chủ động đi tìm anh thâm khiến anh ấy tin mình anh Thâm, sao anh lại ở đây? Khi Trịnh Cường giao em cho anh, lúc đó em chưa tròn 20 tuổi. Lúc ấy em lúc nào cũng theo đuôi anh gọi anh Thâm, anh Thâm. Anh luôn nghĩ em rất đơn thuần. Ngây thơ và tốt bụng. Sao em lại làm vậy? Em không hiểu anh đang nói gì. Anh Thâm. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại làm hại Khương Vãn? Anh nói gì vậy? Cả ngày hôm nay em ở trong phòng có phải bác sĩ khương hiểu lầm gì rồi anh thâm anh phải tin em anh hiểu em mà bây giờ em là người như thế nào anh không thể hiểu nổi xảy ra chuyện gì vậy anh thâm chắc là có người nào đó nói linh tinh gì rồi phải không anh phải tin em chứ lúc em gọi điện thoại không chỉ có khương vãn ở đó anh cũng ở đó phải là em làm đấy. Tại sao? Cô ấy là ân nhân cứu mạng của em, anh nghĩ là vì sao? Ta đã ở bên nhau lâu vậy, em đối với anh có ý gì anh không rõ sao? Anh tưởng trước đây anh đã nói đủ rõ ràng rồi. Từ nhỏ đến lớn anh luôn coi em như em gái, không còn tình cảm nào khác. Dù gì từ đó trở đi, về mặt tình cảm, anh cũng không tìm em nữa. Phải, anh đã sớm từ chối em rồi nhưng em yêu anh làm sao em có thể dễ dàng từ bỏ chứ vậy thì em nên nhắm vào anh không phải nhắm vào cô ấy anh thâm em hiểu anh dù anh không nói nhưng anh đối xử rất khác với bác sĩ khương nhưng em không cam lòng hai người mới quen bao lâu vậy nếu trước đây từng ở bên nhau thì sao nếu như có duyên thì đã không ly hôn nếu như đã ly hôn nghĩa là không có duyên phận. Sao lại để hai người gặp lại nhau? Em biết cô ấy là vợ anh khi nào? Lần trước đến Châu Thị tìm anh. Nghe được anh với trợ lý ngồi nói chuyện. Anh thăm anh yêu cô ta phải không? Dù đã ly hôn rồi. Dù hai năm không gặp, gặp lại rồi, vẫn yêu cô ta. Tại sao? Rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy. Phải. Anh yêu cô ấy. anh thâm định xử lý em ra sao giao em cho bác sĩ khương hay báo cảnh sát em sẽ nhớ những điều tốt đẹp anh dành cho em yên tâm dù anh chọn cách nào em cũng không trách anh tối nay em lập tức ra nước ngoài anh đã sắp xếp trường học cho em nhưng không có sự cho phép của anh mà em dám về em tự biết hậu quả anh thâm anh vẫn vì ân tình cứu mạng của anh em mà bỏ qua cho em sẵn sàng thả em đi ra nước ngoài không bao giờ được quay lại tôi sẽ còn đau hơn nếu em nói em không muốn đi thì sao em muốn chết anh cũng không cản em em tự chọn đi tiểu phán anh đang ở nước ngoài về không kịp em không bị thương chứ Em không sao, anh đừng lo. Anh à, có hứng thú nút chửng nhà họ Trịnh chị không? Trịnh gia, em không cần lo, nhà họ sẽ đổi chủ trong vòng 3 ngày tới, hơn nữa còn biến mất mãi mãi khỏi thế giới này. Cảm ơn anh. Tiểu Vãn, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Em không cần nói lời cảm ơn anh. Anh. Sau này anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em. Tiểu Vãn sau khi về nước anh có chuyện này muốn nói với em chờ anh về được ai bất lịch sự vậy lại vứt tan thúc trước nhà tôi là anh anh ở trước của nhà tôi cả đêm à hôm nay lại dậy muộn rồi em chưa ăn sáng à em đau dạ dày ăn trên đường đi bác sĩ khương có người tặng cô hoa còn tặng trà sữa và cà phê cho toàn bộ bộ phận của chúng ta ai muốn đuổi theo chị vậy ừ để em đoán chắc không phải châu tổng châu tổng sẽ không khoa trương như vậy vậy là triển thiếu rồi đừng đùa nữa mau đi làm đi ừ anh triển mong anh sau này đừng gửi hoa cho tôi nữa thật sự rất phiền cái gì không phải anh tặng? Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm rồi. Ra là Châu Tổng. Châu Tổng có thể làm ra chuyện khoa trương như vậy. Anh ấy muốn cưới chị sao? Em đem hoa chia trọ mọi người đi. Thế thì đáng tiếc quá. Cái này ai thấy trước được? Trước, em lấy đi nhé. Tôi đưa em về. Châu Bắc Thâm nếu anh rảnh thì ở cùng với cô Trịnh đi. Tôi sẽ đưa cô ta vào tù. Cô ấy đã ra nước ngoài rồi. Đây cũng là lần cuối cùng tôi giúp cô ấy. Đây là việc tôi nợ cô ấy. Vậy sự bất thường của anh, tặng đồ ăn tặng hoa đều vì Trịnh duyệt duyệt. Tôi vẫn sẽ báo cảnh sát nộp bằng chứng. Có bản lĩnh anh đừng để cô ta về nữa. Nếu không tôi sẽ cho cô ta ngồi tù. bác sĩ khương lại là châu tổng gửi hoa cho bạn hai người là quan hệ gì vậy quy tắc cũ chia cho mọi người đi được rồi phải rồi sáng nay triển thiếu đã đến quyên rất nhiều tiền cho bệnh viện trưởng khoa vui đến không ngậm được miệng đang nói huyện với anh ấy sau đó châu tổng cũng đến cũng quyên tiền cho bệnh viện trưởng khoa càng vui hơn bảo em đưa chị qua vãn vãn. Châu Tổng Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh. Anh nhiều lần đến gặp tôi. Chỉ thêm rắc rối cho tôi. Hơn nữa, anh muốn quyên góp cho bệnh viện thì tự mình quyên góp. Đừng có trói buộc tôi bằng chuyện này. Tôi không nghĩ như vậy. Anh nghĩ gì? Không quan trọng. Tôi chỉ mong rằng từ nay trở đi. Đừng đến đây làm phiền tôi vãn vãn anh sai rồi lẽ ra anh nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn anh không phải vì trịnh duyệt duyệt mà vì anh vì chính mình anh lẽ ra phải sớm biết trong lòng anh em quan trọng hơn anh nghĩ rất nhiều Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, Châu tổng. Anh chỉ muốn một cơ hội. Cơ hội cơ hội. Và lúc chúng ta ly hôn nó đã hết mất rồi. Châu tổng, chúng ta không hợp, càng không thể ở bên nhau nữa. Tiểu Phán Em ổn không? À. Em ổn. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đã nói, anh có điều muốn nói với em sau khi về nước à? Họ châu kia. Anh quyên tiền, tôi cũng quyên. Đây là cạnh tranh công bằng. Nhưng tôi đi vắng anh lại lén lút tìm tiểu vãn. Đây không phải cạnh tranh công bằng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến muốn. Cạnh tranh công bằng với anh, vãn vãn. Cho anh một cơ hội nữa. Ồ, một người là châu tổng của tập đoàn châu thị một người là thiếu gia dư kiêu của dư gia. Còn một người nữa cũng rất đẹp trai, bác sĩ Khương khó chọn rồi. Vãn Vãn, cho anh một cơ hội cuối cùng. Vãn Vãn, không được. Được. Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Tôi sẽ đi công tác ở thành phố A trong vài ngày nữa. Đừng theo tôi đừng dùng định vị giữa biển người rộng lớn nếu anh có thể tìm thấy tôi tôi sẽ cho anh cơ hội nếu không tìm thấy đừng bao giờ đến tìm tôi nữa được một lời đã định tiểu vãn chiêu này của cậu siêu thật cậu bảo châu bắc thâm là đi công tác thực ra không có mà đi cùng tớ như vậy thì châu bắc thâm có tìm hết bệnh viện trong thành phố cũng không tìm thấy cậu cậu giờ đúng là một tiểu quỷ tính toán sâu xa. Phải, bây giờ chỉ cần vượt qua ngày hôm nay là có thể vĩnh viễn thoát khỏi anh ta. Còn hai tiếng nữa là đến nửa đêm. Điềm điềm tớ muốn ở một mình một lúc. Ừm. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu. Chú ý an toàn. Vừa rồi là bộ phim mà Phương review. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy ủng hộ Phương bằng cách nhấn vào đây nhé.